À, bây giờ là 2:05 chiều ngày hôm nay thứ năm phải không quý vị? 24 tây tháng 11 năm 2022, cũng là lễ Thánh Giuseppe của năm 2022. Trong chương trình mà hậu hộ niệm để hồi hướng công đức cho Hương Linh Thích Nữ Hồng Liên, thế danh coi như là bà tên gì bên đây? Phan Thị Hạnh. Phan Thị Hạnh. Thì vì bà đạt được cái độ nóng ở đầu rất cao, nhưng mà độ nóng ở bụng cũng gần xích sót, cho nên chúng ta làm tất cả những công đức gì để hồi hướng cho Thích Nữ Hồng Liên được cao đăng Phật quốc. Mời tất cả các Phật tử cùng tôi là Thiện Cảm Thích Thông Lai cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự gia vị. Vì cái bộ kinh này là bộ kinh tối thượng thừa, tức là kinh Kim Cang, tôi giảng tiếp mà trích cái phần Pháp Bảo Đàm, nhắc lại vì lúc Tổ Huệ Năng ngày ngộ đạo kiến tánh thành tổ là do cái bộ kinh Kim Cang, cho nên tới cái đoạn này tôi trích cái phần Pháp Bảo Đàm để giảng tiếp. Mời quý vị cùng niệm Bổn Sư để cầu sự gia vị. Nam mô Bổn Sư Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tổ thuyết thiện tri thức
đại trí huệ bồ đề người đời ai cũng có, chỉ vì tâm mê muội nên tự mình chẳng tỏ ngộ được, phải nhờ bậc đại thiện tri thức chỉ dẫn cho mới thấy rõ tự tánh. Tụi con đó biết rằng tụi con có một cái kho tàng vô giá, bất sanh bất diệt, không có cái gì quý bằng cái Phật tánh này hết. Tôi nói thẳng ra vì cái gì Đức hay thở là mất hết rồi, nhưng mà cái này á, Đức hơi thở rồi nó vẫn còn, tại vì nó có trước cái hơi thở, nghe không? Cho nên á, thường thường các vị tổ sư dạy thiền mà hỏi vậy, khi mà cha mẹ chưa sanh ra á, mặt thật của quý vị là gì? Hồi nãy cái đọc kinh trước mà lúc ngủ lục tổ kể về cái chuyện mà thượng tọa Huệ Minh Giàn Y đó, thấy không? Rồi ông đó lên hỏi tôi chạy, ông lấy không được, rồi ông quê của ông nói này cư sĩ, tôi đến đây để học pháp chứ không có muốn việc y. Thì ngài Huệ Năng nó từ trong rừng đi ra, ngài nói hả, muốn học pháp thì ngồi xuống khỏe chút đó thở đi, ông chạy ông kiếm tôi ông thở đó mà học cái gì. Rồi không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là cái mặt thật của mấy ông? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là cái Phật tánh của quý vị nha? Tôi thí dụ như bây giờ quý vị thấy nhiều khi á, tôi giải thích rồi tôi thấy cái này khó nói quá. Quý vị thấy trong một cái pháp hội cả ngàn ông tăng, mà cái thời cách đây 1.000+ năm là cái thời đó Phật pháp còn thịnh không quý vị? Còn thịnh. Mà ngũ tổ Hoằng Nhẫn ngài giảng không biết mấy chục năm, thượng tọa Thượng Tú là một vị giáo thọ, nhưng mà rốt cuộc là không kiến thánh, cho nên khó mà dạy cho tụi con. Tụi con biết đó, nhưng mà tụi con khó thấy lắm. Chúng ta thấy rõ ràng là bây giờ, thí dụ bây giờ tôi cũng nói chuyện rồi, tôi giảng cái bộ kinh cái phần đầu rồi đó, phải không? Nhưng mà bây giờ chẳng hạn tôi thí dụ thôi, xuống nhà bếp đó, mà quý vị không biết áp dụng, quý vị học thì học chứ không biết áp dụng, phải không? Là quý vị thấy đó, là quý vị sử dụng cái không phải của quý vị mà toàn là cái ma tánh không à. Ví dụ mình bước xuống một chút á, là cái bà A biểu cái bà B à, phải làm như vậy, phải làm theo ý tôi, kể đó, phải làm theo ý tôi, thì cái người này đó là còn dính mắc vào thiện và ác, phải vào quấy không quý vị? Còn nó đang dính mắc, thấy không? Rồi người đó dính mắc, mà dính mắc rồi thì cái người này muôn đời không bao giờ thấy được cái mặt thật của mình là cái Phật tánh của mình, phải không? Rồi bây giờ một cái người đó họ đã ngu rồi, phải không? Cho nên là họ dính mắt tùm lum. Ví dụ như bây giờ mình cắt ra một củ khoai, phải không? Mà bá mình hồi xưa giờ cắt cái kiểu này mà họ bị cắt xéo, tức là cắt theo ý họ. Rồi bây giờ mình nói, mình gặp gọi sư phụ, mình nói cái bà kia chắc quá, bà bắt con cắt như vậy mà mình còn chấp không? Cái người tố cáo các bà đó cũng chấp luôn, phải không quý vị? Thì hai người đều ngu hết à. Rõ ràng thầy ơi, cái bà này có nghe pháp hoài mà nó không có ngộ, bà bắt con phải làm theo ý bà. Mà mình lên mình nói cái câu đó với ông sư phụ mình còn chấp không? Bà kia dính rồi mình cũng bắt à. Thì đó hai cái ngu không? Tụi con nghe hai cái ngu thì muốn đời, tụi con phải đi theo cái tiệm tu thôi, không bao giờ mà tụi con đi được cái đốn ngộ hết, phải không? Cho nên mỗi một lần tôi đưa một người đệ tử mà giảng sanh bằng cái phương pháp mà kêu là đối nghiệp giảng sanh đó, tôi rất là buồn, tại vì cái này là không phải là ý của bài bảo của chư Phật. Tức là mình thi tú tài đó mà mình phải tự thi không được, mà phải để cho ông thầy ngồi kia, rồi còn có một đám nghĩa là bạn để mà đọc bài cho mình nữa, không phải là đọc luôn nữa, nhắc bài nhắc tuồng. Bây giờ mình ra ca cải lương mà cái người nào thuộc dở là tự hát ở lần này nè, nhát tuồng đủ thứ, nhát tuồng đủ thứ, mà nó còn hiện ra những cái thổi tướng. Tụi con có đọc những cái thổi tướng mà đọa vào ác đạo chưa? Thứ nhất là cái người đi vào ác đạo là cái người này thường le lưỡi liếm miệng, là một trong những thổi tướng ác. Thứ hai, hai tay nắm lại chặt. Con thấy cái bà này có nắm không? Nắm chặt tức là má con á, tượng trưng cho cái lòng không buông bỏ. Cái thứ ba đó, cái người này lúc bình thường rất là thích gần gũi con cái, nhưng mà khoảng một tuần lễ cuối cùng đó, cái người này nhìn thân nhân với con mắt thù hận. Tụi con sợ lại những cái lời giảng của thầy mà trên mạng đó, những cái thổi tướng mà đi vào ác đạo nó có để hết,
Có thể là một tuần lễ trước khi mẹ cô mất, bác của bà vợ của Đức Lân mất, bà bắt đầu không còn nhìn thân nhân với cô bác mà thiện cảm nữa, mà nhìn con mắt thân nhân với mắt thù hận. Bà đi làm những cái tướng đó rồi. Rồi kế đó đó là người có mùi hôi. Có mùi hôi không? Có. Đó. Rồi không chịu nghe lời khuyên nhủ, không có biết thiện và ác, không phân minh. Rồi bắt đầu nó phiên niệm Phật, nó phiên gì còn nghe, bây giờ phiên không nghe nữa. Đó. Rồi thêm một cái tướng nữa là con mắt như con mắt của chim gỗ. Hồi xưa người ta khắc con chim á, thì người ta phải đục. Mà khắc con chim là con chim nhắm mắt lại thì con chim nó thành chim chết. Cho nên họ phải khắc con chim là mở mắt. Mà nó không nhấp nháy, cho nên cái tổ nó là một trong những cái tướng là con mắt mở như con chim gỗ. Tụi con thấy rõ ràng lắm. Như vậy đó, tại sao vậy? Tại vì cái người này nếu mà hiểu kinh Bát Nhã thì nó không có xảy ra chuyện gì hết. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Hả? Thì bây giờ ha, chồng rồi nó mới lấy mình, nó thương mình, tức là sắc tức thì không. Bây giờ nó không thương nữa là không tức thì sắc, mắc gì mà hận nó. Thấy gì rõ chưa? Vì không hiểu hiểu kinh Bát Nhã cho nên là mới là khổ. Hả? Vì không hiểu kinh Bát Nhã cho nên là cái tâm lượng mới là nhỏ hẹp. Chị nói chưa? Bây giờ nghe tiếp nè. Qua ngày sau, vị quan tên là Sử Quân cung thỉnh Đức Lục Tổ giảng dạy. Tổ thăng tòa nói với đại chúng rằng quý vị đều phải tĩnh tâm niệm Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tổ nói thiện tri thức, đại trí huệ bồ đề người đời ai cũng có. Chỉ vì tâm mê muội nên tự mình chẳng tỏ ngộ được, phải nhờ bậc đại trí thức chỉ dẫn cho mình mới thấy rõ tự tánh nên biết. Người ngu kẻ trí đều có tánh Phật, tánh Phật giống nhau, chỉ tại mê với ngộ chẳng đồng, thành ra có ngu có trí. Nay ta vì chư thiện tri thức mà thuyết pháp Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa để giúp cho được trí huệ, vậy phải chí tâm mà nghe lời ta thuyết. Bữa nay thì con phải chí tâm để nghe lời sư phụ thuyết cái bài kinh quan trọng này. Thiện tri thức, có người suốt ngày niệm niệm Bát Nhã mà chẳng biết tự tánh Bát Nhã, ví như nói ăn mà chẳng ăn, làm sao mà no được. Tụi con hàng ngày sáng là tụng kinh, tụng đã lăng nghiêm cho tới thập chú. Trong thời gian tụng lăng nghiêm á, thì chúng ta chịu là cái gì? Chúng ta lấy đá đè bỏ. Lấy đá đè bỏ. Những cái tâm niệm mà thương ghét á, mà Lục Tổ nói với Thượng Tổ Huệ Minh á, đừng có thương, đừng có ghét. Cái khoảng giữa đó là cái gì? Tức là cái Phật tánh của chúng ta đó. Mà chúng ta hả mà không thương thì hãy qua ghét à. Thấy không? Ở trong làng này á, thì sẽ có phe địch về phe ta. Mà có nhiều khi lại còn lại là phe thứ ba nữa. Là cái phe lửng lửng nữa. Đó không? Bây giờ, ở trong này có một phe của Hồng Đức. Rồi có một phe không phải Hồng Đức. Tại vì cái phe Hồng Đức á, là phe quận tư. Trong này có phe quận tư không? Quỷ quận tư là thích cái kiểu là nói quận tư vô con vậy đó. Rồi cái phe mà có ăn có học là cái phe không thích quận tư. Phải không? Là cái phe mà sức thân hồi đó là cũng bà này ông nọ, không chịu được cái quận tư. Phải không? Rồi có một phe nữa là không theo phe quận tư và không theo phe những cái bà mà hồi xưa có cái lịch tốt thì theo phe sư phụ. Tức là sao rủ. Bây giờ ê, mày gia nhập vô phe của quận tư đi. Không, tôi không chịu theo phe quận tư. Bây giờ không theo phe quận tư thì theo phe Huệ Thiền đi. Không được, phe Huệ Thiền là phe dở của đại quý phe đó. Bây giờ tôi theo ai? Tôi theo sư phụ Thông Lai. Tức là phe sư phụ. Không, tự nhiên trong làng này những người mà chia như vậy rồi thì người này tâm lượng nó lớn hay nó nhỏ cái gì? Nhỏ xíu à. Không, mà bao giờ có thấy được cái Phật tánh của mình đi. Mà những cái đó nó do nhân duyên mà có, do điên đảo mà sanh. Hả? Tôi nói do nhân duyên mà có, do điên đảo mà sanh. Cũng như tôi á, hồi nãy tôi cũng nghe, ngồi tôi cười tôi, cái tập khí của tôi là ghét diệt cộng. Tự nhiên á, có một pháp, cô dẫn là viên một gia đình sánh viên bên lên thăm. Cái cô giới thiệu từ người ở đây là thằng em Úc, trai Úc, trong đây là em Úc. Cái nó chào thầy một câu tiếng Bắc ra, tôi nói đâu đến vậy, nó ở Hà Nội.
nghe Hà Nội là sao, tập trung ghét Hà Nội là chưa, mà phải hỏi là nó không có làm gì tôi á, mà nghe nó Hà Nội rồi chứ tôi hỏi ba làm gì, cán bộ về hưu thấy không, tự nhiên mình hỏi tới hỏi tới. Cho nên nó quý vị, cái đó tôi không dịch, tôi chưa biết, cái là tôi biết tôi sai rồi, nhưng mà cái tập khí của mình là vậy đó. Mình nghe, nghe cái tiếng giao Hà Nội, thấy không? Thì tôi xuống đây, tôi lại kể với một cái người, tôi đang nghe, nó không có gì lạ đó, cô phát bổ là Bắc Kỳ, thì cô thấy, cô thấy Bắc Kỳ thôi, tôi nói, nhưng Bắc Kỳ có nhiều loại Bắc Kỳ, Bắc Kỳ 54, và Bắc Kỳ 9 nước, và Bắc Kỳ 2 nước nữa, 75, rồi bây giờ Bắc Kỳ 2022 nó khác nữa. Tự nhiên đó, mình thấy sao lớn đó, tôi thấy nổi, từ nổi Bồ Đề Gai lên là tôi sống với Phật tám hai ba tấn, thấy không? Mà không lẽ bây giờ sao, một bên đó là đệ tử mình, thấy không, mà một bên nó dẫn em dâu nó là cộng sản, thấy không? Mà bây giờ con cộng sản nó cầm cái vị thư làm sao đây? Tính sao đây? Tôi mới nói đó, thôi nên thì đưa con đi đó, nhưng mà con cúng sư phụ, phải không? Nó cúng cái bắt đầu thôi dẫn xuống rồi, xuống rồi. Như vậy là thương ghét còn để làm không? Còn thương ghét còn để làm. Cho nên quý vị thấy vậy, cái điểm đó để người nhìn mình nó trong một cái vô thường nó như vậy, mình bị cái tập khí trần lao nó bao phủ mình, cho nên cái sáng suốt mình nó thấy, nhá. Thì con để ý một cái đi, phải không? Ở bây giờ trong này đó, ví dụ như trong này chia phe ta và phe địch, mà hả, mà phe ta nói cái gì đó là mình thấy cũng đúng đó, mà phe địch nói thấy cái gì mình thấy cũng sai hết, đúng không quý vị? Đó thì bây giờ ở ở Hoa Kỳ thì có Đại Cộng Hòa và Dân Chủ, ở trong này có phe địch và phe ta không? Có không? Có, thấy không? Vì như vậy đó, cho nên đó, cái pháp môn này kêu là gì, đới nghiệp giảm sanh, tức là mang theo nghiệp mà giảm sanh, phải không? Cho nên á, tôi chắc chắn là tôi không dám lên trển rồi, nên trển thật như là ký là ê, mày đưa còn cái lỗi gì lên không vậy? Thấy không? Hả quý vị? Mình bây giờ làm một cái cơ quan di trú mà mình đưa còn thành phần có học, có thích làm vàng lên thì nó còn yên ổn. Mà đưa còn cái thành phần này đem thêm cái bổn phận trách nhiệm cho cái gì Bồ Tát thế kia. Cho nên á, quý vị nhìn thấy cái cảnh đó, phải nghe kỹ đi. Tụi con nếu áp dụng á, quán chiếu bát nhã thì tụi con thấy được cái lệ thật. Còn nếu mà tụi con chạy theo cái thương và ghét thì không, mãi mãi không bao giờ mình sống được với cái thật của mình hết. Tụi con rõ ràng hết. Lời nói của sư phụ, nếu mà không có không khí thì nó có đến được lỗ tai tụi con không? Ở đây rút hết chân không. Giống như mà lên phía hành gia thì dùng hai thầy trò trên mặt trăng nha. Phải không? Trên mặt trăng á, mà nếu không có cái máy bộ đàm á, tức là cái loại mà để mà thoát qua cái làn sóng FM á, nói chuyện nghe không? Tại vì chúng ta nhờ có thông khí, phải không? Cho nên cái lời nói là phải có cái gì? Nó có cái khí quản tốt, cái lưỡi đánh lên nó truyền qua thông khí, nó mới đến lỗ tai mình, phải không? Như vậy đó, một cái bà kia mà nói chị phải rửa chén cho sạch, phải không? Một bà thì nói là sao? Hai vợ chồng thường gây lộn với nhau là gì? Những chuyện thế này không? Ví dụ như ông chồng, ông đi về, cái ông nói dạ em, anh thấy con chuột nó chạy từ cái tủ lạnh nó ra à, tại sao mà em không có đóng cửa lại để cho chuột tự ngoài nó vô? Thì cái bà vợ nói, tôi thấy rõ là nó từ cái lò nó ra, chứ đâu phải từ cái tủ lạnh, thấy không? Có chuyện đó không? Bà chồng tôi rõ ràng tôi thấy từ cái tủ lạnh. Cái bà kia nói, tôi thấy từ cái lò nó ăn ra. Thì tại vì cái góc độ nhìn của khi con chuột, ông kia về là con chuột lạnh xẹt cái tủ lạnh. Nhưng mà bà này lên, bà thấy tôi thấy từ cái lò ra, rồi hai vợ chồng cãi nhau đã rồi, có gì có không? Cãi nhau là vì cái gì? Tại vì mình cố chấp cho mình là phải, và cái người kia là quấy. Cãi đã được rồi thì là ông xuống nước chứ hay là bà xuống nước? Đừng ông xuống nước. Thôi mà em, thôi mà em, hồi nãy anh nóng anh đi làm về, ra ăn cơm với anh đi em. Bởi vậy em nói là anh phải nhịn nha một chút để em thấy rõ ràng nó ở cái lò. Tôi đã nói tôi nhịn bà rồi mà tôi thấy cho tôi lành, đánh tiếp. Đánh tiếp không? Tiếp hai. Cho nên được con thấy là Đức
Phật và chư vị Bồ Tát nhìn chúng ta rất là dễ thương mà rất là thông cảm. Hả? Nghe kỹ đi, thấy không? Lúc đó chỉ có một vị Bồ Tát đứng đó là này, bình tĩnh lại, thấy không? Đừng có con chuột chạy từ cái lò, đừng có con chuột chạy từ cái tủ lạnh, thì cái gì là Phật tánh của hai vợ chồng vậy? Bây giờ thấy chúng ta hơn thua gì những cái chuyện không đâu không? Nha. Cho nên bây giờ có những người Phật tử họ nói bây giờ con ở vô đây, hầu như là bà sư phụ đưa chỗ nào con cũng thấy phiền não, tôi nói chỗ nào không phiền não chỉ con thôi. Hả? Bây giờ nói nghĩ cái chỗ liễu xanh là sẽ không có phiền não, bây giờ hồng giác sướng quá, được sư phụ cho ở với liễu xanh cũng chưa chắc ta mà ha. Bây giờ thì trời nó còn mát mẻ, kéo nó còn khỏe, và bữa nó trời nóng kéo là sẽ có chuyện. Không có chỗ nào hết á. Như vậy lấy cái gì để mà tu, thấy không? Tất cả đều học tu được nếu có áp dụng quán chiếu bát nhã hết. Bây giờ đó, mình tu là phải có test, thử, đúng không quý vị? Thử mình còn chắc không à. Bây giờ nó có gì nhìn kỹ, đi xuống dưới nấu ăn á, là chúng ta chỉ thích cái người ta khen thôi à, mà không bao giờ thích chê hết á. Nhưng mà làm sao mà khen được cái gì? Hả? Con năm cha bảy chú mà dục vô trong một cái làng này như vậy là quá mức rồi đó, phải không? À, quá mức rồi. Bây giờ tôi hỏi ông Tuệ Sanh nè, thấy không? Chiều nay là tôi họp á, tôi sẽ đưa ông có chức vụ là hoàng, có giấy tờ là hoàng, thấy không? Nãy là nói miệng thôi, chiều nay là có cuộc họp. Tức là nghe nói ông là dân đại ca đâu thì tôi cũng nghe chứ chưa có tin. Mà ông đó đánh đông đẹp mắt ở đâu không biết, nghe nó xuất thân từ trường sĩ quan Đà Lạt, nó có biệt hiệu là đại tá sơn đen hay gì đó. Nhưng mà bây giờ đó, ông xuống ngay nhà bếp, tôi cho ông cái chức vụ đàng hoàng, thấy không? Thứ nhất đó, là chiều nay sẽ có nói chuyện đàng hoàng để thử coi. Thật sự mà nói, ông ở trong nhà bếp đó, mà người ta nói những cái câu mà nó nghịch lỗ tai đó, mà ông vẫn chịu được thì thật sự mới là đại ca, thấy không? À, còn mà nói cái nhảy dựng lên là cũng không phải đại ca đâu. À, không biết ca tiếng Pháp không? Đại ca đó. Chuyện này tôi thử nha, bắt đầu tôi bổ nhiệm, sau cái này xong rồi tôi sẽ có cuộc họp để bổ nhiệm thử sức đó, thấy không? Người nào mà ở trong cái ngay chỗ nhà bếp đó, thấy không, mà coi như là chịu được lời. Tại vì hàng ngày là quý vị biết không, chúng ta trước khi mà cúng dâng đều có cái bài là cái gì? Thân cử bước thân thang, tức là mình thêm mấy cô hồn á, thân cử bước thân thang, tâm tự tại an nhàn, tới lui trong dướng mắt, mà mình tới lui đều là cái lộn hết. Mấy cô hồn có nghe không? Mình vô mình đọc cái bài kinh có cái câu đó không? Thân cử bước thân thang, nghe mấy cô hồn, tâm tự tại an nhàn, mấy cô hồn tới lui không dưới mắt, mấy cô hồn vượt thoát cảnh trần gian, nó thôi như mẹ. Mẹ mới gây lộn với quỷ tiền dưới kia nha. Nhớ nha, mình để cho mấy con ma nó cười là không có được đó. Mấy câu đó nói cho ai vậy? Nói cho ma. Mà mình phải là Bồ Tát nói hay mình là ma nói nữa? Bởi vì tụng lại đâu có siêu đâu. Hiểu chưa? Đó, tụi con hiểu đạo rồi, đây là quán chiếu bát nhã. Ở đây là label, quán chiếu. Dùng cái đó để mà mình trị bệnh mình. Thấy không? Cho nên á, tụi nó tất cả những cái gì đó đều là do nhân duyên mà có, do điên đảo mà sanh. Bây giờ trong này, thí dụ có một cái tên mà nó xuất thân từ miền Bắc, phải không? Nó xuất thân từ miền Bắc, rồi nó vô đây nó ngồi nó tu, thì nó thấy những cái gia đình mà của gì nó còn vào thì nó thương hay nó ghét? Nó ghét. Rồi mình xuất thân từ gia đình ở những cái vị trí 17 cái vô, mình thấy những cái tên nói tiếng Bắc mình ghét hay thương? Ghét. Biệt nghiệp dĩ kiến. Cho nên đó là những cái tập khí mà chúng ta chỉ an lạc khi chúng ta trì chú, đúng không? Chùi ra nghiêm thì coi như bảy biến Phật đã trong thắng, nó thơ thang quá,
Rồi sáng này anh Ti nó nói à, sao tụng kinh lúc con đi lên xuống nghe mùi thơm, tại lúc cái tâm chúng ta thanh tịnh. Nhưng mà rồi xả cho một cái mà hồi hướng xong cái là sao? Chính nào tật đó. Cho nên á, Đức Phật kêu mình là đoạn giác, tức là giác từng giai đoạn rồi. Nhưng mà từng giai đoạn giác đó, nó kêu là tiểu ngộ. Rồi những cái tiểu ngộ đó nó kéo dài nó thành ra là đại ngộ, nghe không? Mà lên đại ngộ thôi, đừng có giác ngộ, hiểu chưa? Rõ ràng là tụi con sợ giác ngộ lắm, cho nên mình tu sao mà các bạn đồng tu nhà là cũng có khóa hết rồi. Khóa ai vậy? Hôm lễ ở trong ngày thường hay là mấy người bạn đồng tu thì ngủ chi thức ở thường? Bạn đồng tu mà sáng có cái bà này có vô đây có nhờ giải nghiệp cho con bà. Mà trước khi lên là có sách tủ lộn thổn sách vỏ rồi, có sợ ai vậy? Có sợ những người giác ngộ. Thì con thấy bởi vậy chư Phật đều đọc được tâm chúng sanh, cho nên các ngài rất là thông cảm, thấy không? Và chúng ta thấy thật là cái tu nó không khó. Ngay cái câu đó là thượng tổ Huệ Minh thành tổ liền. Rồi hỏi con đi đâu, con hoàn pháp. Rồi ngài thượng tổ nó đi tới đó thì dừng, đi tới kia thì hoàn pháp. Cho nên tụi con thấy cái bài kinh này nó quan trọng tới cái độ mà tất cả tu cái gì cũng phải hiểu cái này. Tụi con á mà không hiểu cái này thì con không có làm phô qua được đâu. Thương ghét còn để làm khó lắm, phải không? Quý vị thấy thầy biết trước cái chuyện má của Đức Lâm, cho nên thầy biết cái khe này nó không có dễ ăn đâu. Nó không dễ ăn là như thế nào? Bây giờ cái bài toán Đức Lâm nó là một cái nha sĩ mà xin lỗi là dược sĩ mà nó ra trường cái đây bao nhiêu năm rồi con? 18 năm. Cái thời đó nha sĩ nó hiếm, cho nên lúc đó nó offer là coi như Đức Lâm là ra làm cái tao cho mình một chiếc BM rất là nhiều. Còn bây giờ nha sĩ, xin lỗi, dược sĩ bây giờ nhiều không? Nó tràn giang đại hải luôn. Đến nỗi bây giờ mỗi một năm á, nổi cái California này bao nhiêu trường dược của nó ra bao nhiêu. Cho nên á, bây giờ nó trả Đức Lâm là tới thốt rồi. Thành ra mà Đức Lâm là lãng hoạn á, mà xin nghỉ hoài để mà về lo cho mẹ vợ là mất dớp. Mất dớp rồi đó thì có giữ nhà được không con? Mà một mình con rồi vợ con nó làm neo thì cũng sớm nắng chiều mưa thôi, chứ nó đâu có nhiều. Là còn ba đứa nhỏ nữa, phải không? Nhìn ra là năm đứa. Rồi với cái lòng sư phụ bây giờ tụi con kêu là sư là thầy, phụ là cha, nhìn sao đây? Thấy thương cảm quá à. Rồi nó cứ gây gỗ với nhau, rồi thầy biết rõ cái quan gia trong gia đình nữa. Cho nên sư phụ nói là lúc là Đức Lâm nói thôi xin về Phép Nô, chứ đâu xin về đây. Mà về Phép Nô làm sao? Về Phép Nô đó đâu có lực lượng mạnh như vậy, phải không? Huệ Minh nó mất làm răng, vợ nó cũng mất làm răng, hai vợ chồng gia sĩ, phải không? Rồi bây giờ trong đó, đó là ai đây? Một cái chính điện rộng thênh thang à, mà đưa hai đứa vô đó rồi đó là sẽ không có được giờ đó. Đúng cái chuyện thầy phải đưa xuống đây để tìm mọi cách, mọi phương tiện thiện xảo, giảng kinh, thuyết pháp, làm tất cả những chuyện công đức để mà tạo cái nhân duyên cứu cho mẹ con. Nhưng mà chỉ trong mức đó thôi chứ không làm hơn được. Rồi tụi con thấy rõ ràng là độ cho con thì dễ, rồi con thì từ khi theo sư phụ tới giờ thì con không có vấn đề gì hết. Thì đối với vấn đề công sư trọng đạo, con không có giống những người khác là già trước mặt mà che sau lưng con thế rồi đó. Con là thầy biết cái tâm con rất là thiện. Rồi bây giờ đó, trong những ngày tháng qua mình không hiểu được cái chuyện coi như là nhân quả trong gia đình của ông Tường, thành ra sư phụ vẫn tiếp tục nghĩa là nói những cái để mà giải nghiệp cho nó. Thành ra nghe nó rất là khó chịu. Nhưng mà sau khi má nó giảng sanh rồi đó, thầy lên bạch quá cái vấn đề là má nó đẻ ra con tháng thì đem nó đi không nuôi nữa. Thì ra bà này quá hiền luôn, hiền không? Ở đây ai cũng thấy con Diệu Sinh nó dữ đó, vợ của Giác Lâm á, Giác Sơn hả? Vợ Giác Sơn á, thằng Lam người kêu Giác Sơn á. Nhưng mà rồi đó nó bỏ nhau, nó không còn duyên nữa.
nó có chồng khác, giá sơn bây giờ khác, nhưng mà cái mặt nhỏ gái giống giá sơn không, giống sẽ nói ra nhiều kia cho thấy rằng bà bây giờ con không có hiền đâu nhé. Người ta có thể bỏ chồng chứ người ta không bỏ con đâu quý vị. Và người ta có thể phá thai với người ta vì người ta tưởng đó là tụt máu, nhưng mà khi đẻ thấy mặt rồi là không có bỏ đâu nha. Cho nên cái đó là tụi con hiểu rồi, chắc quá đi, thương mà thương cái đứa giống mình mà ghét mà ghét cái đứa giống mình chả. Bà này có buông bỏ không? Bà này bây giờ cái một triệu đô la bố thí vậy không có phước. Tụi con có đồng ý chưa? Đó, cho nên tụi con mình phải biết cái đâu nặng nhẹ, và sau cùng là xong rồi bây giờ cái thầy bạch quá cái vấn đề này ra thì tụi con thử đứng vào trường hợp của con Tường cho tụi con. Còn phàm phu tụi con có thương và ghét không? Có không? Có quán và hận không? Và tự nhiên tụi con thấy bắt đầu bây giờ nhìn bả với con mắt làm sao? Mấy ngày trước thấy thì ghét phải không? Mấy ngày thấy sao? Thấy thì thương phải không? Thương cho tiền đi. Tôi nói cho quý vị, hồi nãy nó vô cũng bạch quá luôn. Nó cầm hai cái bao thư, tôi nói tiền cũng có đâu đây nó dạ. Cái tiền mà sư phụ cho để lo cho mẹ con bây giờ đó, hôm trước là tính là nếu mà bà mà sống thêm vài tháng nữa thì cái tiền này nó mới đi mướn, mà giờ không có ba đi rồi, chưa được ba tuần ba đi, xin trả lại, phải không? Xin trả lại, sư phụ không nhận nó thì em đi rồi, kèm theo một cái bì nữa, tôi nói bì gì đây mà sao nó dày quá vậy, sao mà tưởng nghèo mà giàu quá vậy, nó dài tiền này tiền máy bay. Cái trong lòng tôi vẫn còn thương ghét quá, đây dày quá, dày biết cái tiền đồng không. Cho thấy là nó bóp cái thầu bao quý vị, lấy tiền đó mới bay cho sư phụ mà tiền đồng. Trong lòng tôi còn thương ghét không? Thương ghét mới thấy cái bao, thấy cái bao bì mà tiền máy bay mừng quá, mừng chứ. À, cái này tự nhiên mình sao để làm để giàu ngầm. Ngày giờ ngầm tức rồi kiếm đi giảng kinh ra coi cho nhà cái vị này để chắc là để đón rồi để gieo quẻ rồi nó nhiều hơn. Gieo quẻ dịch cái đó là cái cung xỉu xỉu, ủa sao kỳ nó dày quá vậy, gieo ra lần thứ hai cũng là xỉu xỉu nữa, mở ra coi trẻ thành lắm thì dây đồng thấy rất là tội nghiệp. Nó dễ thương như vậy đó. Bây giờ làm sao hết? Cái tiền này á, sư phụ xin giữ lại. Chưa có bỏ lại giá thao gì hết, nhưng mà để nó coi. Coi đó là không biết là bà con có đi đông hay không. Nếu mà đông đó thì mình cũng phải mua người kia đưa cho cô Hồng Đức rồi mua đồ ăn nó tiếp đãi cho nó ngon lành chút. Nghe không? Sư phụ nó đứng rồi lấy tiền để đãi, chiêu đãi đi chứ bây giờ đó. Bà con của con thì thầy biết mình đầu ngón tay. Thứ nhất, hai vợ chồng con, phải không? Với ba đứa cháu ngoại là nhiêu? Là năm. Rồi má con có bạn bè gì ở đây không? Không có luôn, phải không? Rồi, như vậy là có năm người khách. Còn ai nữa không? Sư gia có ai không? Gia đình của em có ai? Gia đình của em con mấy người nữa? Bốn người đó là chính. Con năm với mẹ con có bốn đó là chín, còn hai nữa không? Hả trời, chín người vậy đó, ma lại lớn một chút đi. Là mười, thấy không? Là mười, được không? Rồi cái đó ma mày làm đặc biệt chút đi, làm lễ tụng kinh rồi đã được thì luôn có đảnh được để làm nhà hàng đãi ăn nữa đi. Rồi không? Lấy cái tiền của sư phụ có dẫn lên nhà hàng ăn nè, được không? Gọt. Gọt. Hả? Đâu, tiền đã đưa cho nó để nó lo, bây giờ má nó đi, tôi sợ nó là lúc đó là nó bỏ dốt á, là người ta đuổi nó liền, tao mừng lắm. Tại sao? Người ta biết ấp một cái người dược sĩ mới trả rẻ không quý vị? Rẻ. Rẻ lên, mà nó làm tới gần 20 năm rồi, nó là gọi là thốt rồi. Cho nên là kiếm kế, bây giờ là nó đưa sao mà còn nguyên, nó không mẻ làm nào hết. À. Hồi đó mà thầy biết thì đưa mẹ ăn tường nó về hết rồi. Thì có lên tường là xong hết rồi. Nó không nhiều khi
Rồi đưa cái răng nó còn giữ cái thủ đó. Nhưng mà rồi sao? Nó chứ cũng chưa biết bây giờ tình hình này đó là thầy biết cái lễ sàng xá lợi là sẽ đông, sẽ chung, phải không? Nhưng mà bây giờ cái đám ma con không nhìn đám ma lớn mình cũng không nhận bông qua gì hết á. Là trước mắt thì có tu quỷ với sư phụ rồi đó, phải không? Là đủ sức đãi rồi, phải không? Rồi biết là đãi có 10 người thôi à. Thì bây giờ để cho nó vui vẻ đi, thì lấy cái tiền đó tới cho nhà biết đi, nghiên cứu món gì món gì. Bây giờ tôi giao ông này chiều nay sẽ lên chức này, ông nghĩ là ông nấu cái gì cho lắm ma cho Đức Lâm cho nó rình răng thôi này. Sẽ nói món gì đầu óc ông nghĩ thôi, sẽ nói cái món gì giờ nói gì để biết tài. Ông nói ông món gì ông nói cũng được, thì nói món gì chai gì chứ tàu hũ thôi, tàu hũ với chao rồi, tàu hũ với chao lẻ quá, chứ nó món gì sang sang chứ nhé, là cho ông suy nghĩ đó, nghe không? Tại vì làm lễ cúng cơm rồi xong nó thôi má, mình bây giờ vô rồi nghi thành đi thành tịnh độ mình sang bữa đi, thỉnh má là nhà hàng gì lúc có gì nó có phê ôi cái cái gì nè. Coi như là ship lên hay là cái gì của buffet đó, mình ra mình đại cho chúng ăn bữa, mặc đồ tan ra với phát tan tại đó luôn. Được không? Rồi mới kêu đi, ai cũng vui hết, những người làm nhà bếp vui hết. Thôi kìa. Được không? Chứ gì là thấy người đạt người hết mất rồi. Thế thì có 10 người khác quá dễ à. Với dân làng mình ở đây kia là mình đi làm ăn bỏ cái theo luôn. Tâm mất hồn đấy. Là phải để cho tụi con đi giữa rồi mình đem lương ngang rồi cho mình ta xin ba một giải. Đó, tụi con tu đi gặp ơn, áp dụng đi, nó chiếu bát nhã cho sư phụ đi, thì cái hạnh phúc nó đến ngay nhà. Một cái người nào đó họ la họ hét mình đó, thì mình kêu là để mình đang thi thử rồi mình có bác được không, chứ mình tu mà không có bác thì làm sao mình biết mình có thương ghét còn để làm hay không nhé. Nè mời lên bàn món ăn đó, làm liền có khả năng. Chú có nhiều tài lắm sư phụ. Không sao, cô để cho có tài chứ gì, cô vậy thì mới làm cái núi là mình rồi đang còn bị cúng nữa. Mà chú có nhiều tài lắm. Nhiều tài lắm nha. Giờ nói gì cho đại chúng nghe vui thôi, nói gì? Bạn nói gì? Lấy menu không thầy? Lấy menu luôn. Cà ri rồi cá thu kho. Cà ri. Cá thu chai, cá thu chai kho là hai món, còn nữa. Cạnh đóng rơm. Canh nấm rơm mới ba món chưa đủ. Cái món này hả? Bảy món chưa muốn bảy món. Đậu que xào xào tàu hủ. Đậu que xào tàu hủ mới có bốn món. Bảy món hả? À, bảy món. Bảy món ăn chơi. Còn cá vị nữa đó nha. Uống rượu. Rồi. Mới có năm món hả? Còn hai món nữa. Bò kho. Sáu món. Có gà sao sớm. Gà sao sớm. Gà sao sớm. Gà sao sớm. Bảy món. Rồi tạm được. Bây giờ ăn cơm miệng. Khai vị. Khai vị bánh lăng rồi. Bánh lăng á. Rồi bánh lăng khai vị. Nhớ đi thịt lên là còn trên mặt. Đi nhớ về trước ra cho rõ ràng. Dạ. Ghi lại tôi quên. Có video ghi lại. Có video ghi lại. Video ghi lại. Không sao. Chiều nay là xin chú. Lắm là xin chú đi trả luôn nha. Ông nấu luôn. Ông nấu luôn. Có 10 người chứ mấy chục người trong làng mình chỉ nhỏ. Vậy là làm được nghe. Tôi tiền bạc là có sẵn. Nãy là Đức Lâm trả lại rồi. Hả?
Thôi vậy tôi yên thân rồi, thấy không? Bây giờ đó là nhà bếp này sẽ có nhân tài xuất hiện. Bồ Tát Phật kêu thấy mà có nhân tài nấu ăn là nó vui rồi. Nhất là tôi như cao nghe nói đã chưa? Nghe đã chưa? Đấy, như tôi không làm thứ nhất cà ri, thấy không? Thứ hai là bò kho ha, có bún riêu nữa ha, rồi gà xào xả ớt nữa, bún đậu que xào tàu hủ ha, canh năm rôm xám ha, cá thu kho tộ là 7 ha, rồi ăn cám miệng khai vị là bách lăng, rồi tu gô đó là cái gì? Công chiên dương châu. Rồi ngày mai đó tôi chỉ đưa cho ông cái quỹ đầu tiên là 2.000 đồng là nấu được rồi, gạo cơm là có sẵn chỉ nấu cái đó thôi. 2.000 nhiều quá hả? Vậy là thêm nữa đi, thêm món nữa đi. Công chiên dương châu cho tôi đâu? Công chiên dương châu rồi 8 món. Rồi vậy thôi không sao. Không, chuyện nhỏ, tiền là chuyện nhỏ, có quỹ rồi, quỹ này của coi như là của cô Hồng Liên rồi, bây giờ không xài tới. Ở giờ tính thiệt á, đúng là không làm thiệt á, chứ mà vẫn làm tôi nói thiệt á. Không cái đám nào ngon hơn đám này, tại đâu có đâu có lo nổi đám này có 10 người vậy. Cái đám bằng tức là không dám lo rồi. Rồi, thì con thấy là không ngờ đến đâu còn tại đi. Nhưng mà tôi cũng cần người phụ giúp cho ông nha. Để ông tôi mới không điều hành đấy, như là ông sai gọt hay sát gì đó thì con cứ phụ giúp. Hả? Có ai? Quỳ Đạt. Rồi Quỳ Đạt, nó làm sao đó, chúng dễ thương không sao đó. Dạ, Quỳ Đạt nó xe lắm sư phụ. Dưới xuống rồi đó, dưới xuống mẹ nhu rồi đó. Dưới lạc lạc đó. Là tăng lễ ngày mai rồi, tối nay là tôi thư chi tiệt nha. Là tôi sẽ đánh cái đường qua cho chuyển tới lên nữa. Cái bạn biết nhiều khi mình chào hàng vậy, tôi đi đâu cũng kìa. Chó mọi cái giá. Chắc liền. Đúng yêu. Cũng là thiệt cái bộ chiều nay là coi như có sự du luyện bổ sung luyện bổ nhiệm đi làm rồi. Sư phụ đánh lên á thì sư phụ ghi chú đằng dưới á là không thêm không bớt chị ở trong làng. Tôi mời tất cả những cái Phật tử nào mà nếu muốn thưởng thức đồ biết mới phải chạy vô và tôi cần những cái lưỡi bằng da lưỡi bằng đế. Thì vô nếp thử. Thiệt đó nha, tiêu chụp cái này nhiều rồi nha. Cơm chi đi châu nữa. Nhưng mà có quay phim. Đó có biết nghe tài gì chứ, biết mà nói mẹ chứ làm sao ăn hết một ngày như vậy. Đúng không? Ăn không hết là cho người lớn sẵn hết. Chú chú nói được 10 món luôn sư phụ. 10 món? Cơm chương dương châu tại bỏ 10 món đó ra là cơm cặp hả? Cơm chương châu. Rồi. Đại khái bỏ màu lên vàng đỏ đỏ vàng vàng là giống như rồi trở lại đi nha. Có mấy người chút nữa là tôi nói. Để tôi nói thiệt đó tôi sẽ kiểm cho mấy người rồi tôi không luôn. Tôi nói được là được, bởi vì đại ca mà không có làm gì hết đâu. Sau này còn lên tới chủ trì nữa, không có nói dở. Thứ nhất đó, là cà ri gà. Món thứ nhất, món thứ hai, canh nấm rôm. Món thứ ba, đậu ô e xào tàu hủ. Thứ tư, bò kho, hủ tiếu. Thứ năm, gà xả ớt chay. Thứ sáu, bún riêu chay. Thứ bảy, cá thu chay. Thứ tám,
tráng miệng là răng. Thứ chín, cơm chiên dương châu thập cẩm. Còn nước uống là cái gì? Nước lọc. Đó là nước gì mới ngon chứ? Đá chanh. Rồi nước uống là đá chanh. Rồi ghi vô thế là đá chanh thế là mời. Rồi menu có đầy đủ. Cần mấy người giúp? Cần mấy người giúp? Nè, ông là biết chánh rồi, cần mấy người giúp? Đây là ông ra món nè, mấy người giúp? Con người cần thì dịch thôi chứ không cần con dịch. Rồi mấy người nó thành, mấy người bây giờ thứ nhất là cô Huệ Đạt rồi nè. Rồi đó. Còn ai nữa? Còn ai nữa? Giờ giờ đi. Dạ. Ông định nấu thôi chứ ông chỉ nhờ họ cắt dọn thôi như này. Bây giờ ai biết nấu là giúp con giúp ông. Không thì ông không cần đi, ông chọn đi, ông biết mà. Ông Huệ Đạt chọn. Không con chọn đi. Ở đây có ai volunteer ổng không? Giúp thôi. Sắc. Sắc giòn. Rồi, Đức Lâm là một nè. Rồi. 1, 2, 3. Rồi đủ rồi. Giờ Đức Lâm nữa. 3 người thôi. Rồi. 3 người đủ rồi. 3 người lên thêm 10 người. Ông chị. Ông giờ phải đi ăn còn đó nghe. Người sắc là người sắc. Nhờ đó, không có giận hờn nha. Ông là cái lệnh, ông nói, à bây giờ người này đi nấu súp cho tôi. Người này đi ướp cà ri cho tôi. Người này luộc bún cho tôi. Người này chiên tàu hủ cho tôi. Nghe không? Còn ngon dở là ông chịu đó. Ngon dở đó, niêm niếm đó là ông chịu. Dạ đó. Ai mà muốn thưởng thức 10 món trong cái tang lễ này thì tôi mời đến đây ăn. Ăn còn có đồ tu ngon nữa. Giờ con bỏ lên Facebook liền. Bỏ liền. Chụp rồi đó hả? Dạ. Dạ, tiên chụp liền. Hồi hồi lúc mà con diễn viên của Việt Nam đó là xong thi nấu chung với mấy tàu nấu sáu tuần lâm ở quận lâm đúng không? Rồi ngày sáu tuần lâm dễ sợ luôn. Sáu tuần lâm là lớn lắm á. Lớn lắm á. Mấy người tàu nó nấu một tô con. Rồi vậy thì vỗ tay. Vỗ tay. Tài. Nói còn là bị mở nhà hàng. Nhiều khi nhân tài mình đâu có biết được đâu. Dạ. Làm mình không kịp từ đây mà Tết nay là thoải mái. Dạ. Nếu mà nhà hàng sáu tuần lâm còn thiếu món nữa sư chú. Cải xanh xào nấm đông cô. Cải xanh xào nấm đông cô. Cải dài dài đó. Cải cải xanh cải đắng. Dạ, cải đắng với xào nấm đông cô á, với nước sốt sệt sệt. Thì đấu đi, Đó. Ở đây 10 món này là đủ rồi đó. Đủ rồi. 10 người mà có 10 món. Tang lễ của Sayyidi Thích Nữ Hồng Liên gồm có con cháu, gồm có 10 người, nhưng mà phước báo đầy đủ cho nên siêu chú tệ sanh nấu ra 10 món. Cô Hồng Thiện nói là những cái đồ như là có trong kho là xài cũng tốt lắm. Hầu như là thiếu cái gì thì bổ túc sao không sao. Có liền. Đồ để nấu cà ri cũng có nè, bò kho cũng có nè, bún riêu cũng có nè, phải không? À, đồ hủ rồi cái gì cũng có hết. Đó. Vì người bọn chỉ cần có đơn giản thôi. Là chỉ có hai vợ chồng Đức Lâm. Chào Huệ Đạt. Huệ Đạt sướng sướng rung đùi rồi. Tôi bị tiền có nghe cái quả hết định luôn. Chưa về xuống sao rồi. Chưa nên có xuống rồi. Đâu thì đâu có biết. Nhiều khi mình cho ông ta tài đi chứ. Nha. Nghe nói sói Kiệm Lâm là nổi tiếng ở Sài Gòn chợ lớn mà. Làm đấu đấu đua coi nó hàng gì coi hàng nhất. Khi chung nghĩa là được rồi. Con nấu, bữa đó con nấu thì đó nấu bún mắm cái kẹo hay gì, còn nó nấu thịt kìa, đạo đưa nó. Mà con hàng nhất. Con hàng nhất. Rồi. Vì này nấu thì qua tôi đưa ông qua bên nấu cho làng con rô để mà chảnh đó. Bên đó đòi luôn. Không, nếu mà ông nổi tiếng ấy, là tôi cho cái tụi mà của tên Sinh Tồ nó đi tu thôi, nó đi tùy chú thôi. Con có thể nấu được canh giảng sanh. Canh giảng sanh. Có thiệt đó hả? Cái tên canh giảng sanh thiệt đó hả? Dạ.
Thì để ngày chủ nhật đi. Ngày thứ bảy 10 món này, còn ngày chủ nhật mình đem lên đồ của chủ nhật nữa. Khổ thôi ra bây nhiều lúc sàng lọc xá lợi đó sư chú đông đi. Nói hàm nó mua liệt sàng trọng. Rồi cả đây thế giới đang nghe đó con. Dạ. Úc Châu rồi họ cũng đang nghe đó. Dạ dạ. Thèm qua đây lắm. Rồi, nói được làm được, người vậy mới là đại ca. Qua bà bầu khen chú giỏi quá. Ai? Bà bầu quá sư phụ. Bà bầu là? Bà bầu là ngoài thương á. Ngoài thương khen chú giỏi quá. Qua lẹ ăn con. Nguyên Dung cũng tán thán sư chú. Rồi, Nguyên Dung tán thán được khen rồi đó nha. Men thì sư chú giỏi quá. Chú giỏi quá. Thiện Thanh, sư chú cũng vui quá. Rồi, để chúng nghe rồi đó. Chị nó bỏ cái chụp đó, nó bỏ lên rồi đó. Rồi, tức là ở trong kinh đó thì ngày một tổ ngày giảng văn cái kinh này là ta nói đúng rồi, lãnh Nam có Phật ra đời, bây giờ tôi nói Indo có đầu bếp ra đời. Lâu nay khổ sở gì cái nhà bếp này lắm con nhé. Dạ, không lẽ điều thầy chạy liền là trưởng ban. Lâu ngày ra rồi ngày mai mới cúng. Tôi tưởng ông chỗ thầy thêm nhiệm nhé. Chỗ không? Lắc đầu á. Rồi như vậy là khỏe quá. Tức là nhà biết nghĩa là bữa nay là chỉ có hai vợ chồng ở Đức Lâm, chiếc con là trưởng ban, rồi kế đó là Huệ Đạt. Có gì Huệ Đạt đem hai đứa nhỏ lên phụ nữa rồi. À, tôi vui đó, tăng lễ thì tôi thấy là rất là vui, chưa gì là thấy bắt đầu có vớt rồi đó, bắt đầu nó chuyển đổi rồi, thấy không? Nếu mà thật sự mà ông nấu đúng như cái gì ấy, là coi như bà này bắt đầu có phước rồi, thấy không? Bởi vì bảo trên báo thấy nó khác rồi đó nha, nha. Ráng nha, tối nay chị chú rồi cho con lành lên nha, nhờ ra chị Liên quán tảnh đó nha. À, cô Diệu Maria đó mới gọi cho con, nói con á. Thì chụp cho cô cái tì lô quán đảnh. Cô nói hồi sáng nghe hay quá. Hay quá. Không bỏ lên Facebook của sư phụ, bỏ lên. Chưa bỏ lên. Dạ. Cô nói nghe hay quá. Ví dụ Maria nào? Cô bạn của sư chú tại Đức Cách. Thầy tôi mới ví dụ Maria rồi. Ví dụ Maria Phượng U. Dạ. Ở trên ví dụ Maria bạn của bạn sư chú tại Đức Cách rồi. Rồi bây giờ nghe tiếp là con an tọa đi, là mừng cho cảm ơn nha, cái chuyện mà là nặng nhất là vấn đề mà thực phẩm cho, nhưng mà nhớ nha, là nấu là cũng trích một phần ra cúng cúng mẹ con nữa nha, rồi cúng Hương Linh nè, nhé. Con nấu nồi cho lớn nha con, tại vì mình nói vậy nhưng mình cũng cúng cho củ quyền đó, rất là kia, chứ không phải là mẹ con một phần rồi còn cái cúng củ quyền, rồi thai nhi rồi này kia. Không có tính tính đâu, không nghĩ quá. Không, nhiều khi mình đâu có biết nữa. Nghĩ nó mà nghĩ. Để cho người ta tổ tài đi rồi biết nhiều khi mình nhắn tài làm sao? Tới ngày mai đó, mà tới rồi tôi cúng mà tới 11 giờ mà thấy cái đồ ăn lên là biết ngon rồi. Tới 11 giờ mà không có gì là làm ơn xuống mấy cáp liền không? Bắt đầu tiến hành là chuẩn bị là phải là sáng sớm nha. Con nhớ nha. Là thường thường là 10 giờ rưỡi 11 giờ đó là phải có cái mâm để mà cúng đó. Hả? Ồ tôi quên nữa. Quên tụi mình làm đại ăn trước đi. Rồi. Ngày mai là mình cho ăn sáng. Là con phải nấu một món. Tính, bây giờ tính 10 món là sáng làm một món trước đi ha. Rồi trưa một món. Hả? Rồi bắt đầu tới 3 giờ là bắt đầu nó vô lại là còn lại 8 món. Trong 10 món là mình làm trước 2 món. Dạ. Được chưa? Bún riêu với bò kho đó. Rồi. Bún riêu. Cái bò kho này món ăn sáng. Vì món ăn sáng và món ăn trưa. Nhá. Tại vì cúng đến ngày mai ấy, con tài đưa vô đây là 3 giờ. Dạ.
Thành ra buổi con chỉ có ăn chiều và cúng dâng ăn chiều thôi. Dạ. Nha. Rồi. Còn nếu mà dư giả quá thì mình đã chuyển trong lấy món đó, mình còn chưa nấu hết thì mình chuyển qua ngày chủ nhật. Ờ, thứ bảy, ngày thứ bảy. 10 người thì nấu 20 người là được rồi. Dạ. Chúng làm chứ. Chúng làm đó chứ. Đâu phải 10 người này anh là làm ha. Trong bàn như là mấy người này không có cái hát thì thành không toàn luôn hả? Có chứ, trong bàn này ăn hết là trong bàn này nhiều có 20 người thôi. Đang chơi rồi. Để chơi chứ không hết chứ, ăn hết đâu. Ok, ok. Thì đọc thế nữa quá. Biết làm tốt là mình hổ. Nhưng mà biết làm có gì là hú không? Dạ chó mà có gì hú à? Quay đạt hú coi chừng nha. Có gì hú. Bây giờ mở thật đã. Giờ điểm vô bạn để chiều nay rồi. Rồi chiều nay thôi, ngày mai ổn lo đó. Hôm ngày rưỡi á. Hồi nói tới chiều á. Hôm ngày rưỡi. Hồi nghe biết. Ngày mai ổn đâu đó. Làm được. À. Thì mai là ông nói là ông có cấp liền buổi sáng ăn bún riêu rồi bữa bữa trưa là ông cho ăn ông đội luôn làm luôn chiều nay nữa. Cho mai đừng để nhìn đổi. Đi ra biển rồi không sợ đói nữa, ở trong chùa đây có đầy đủ đồ. Dạ rồi rồi rồi, ông rất là tự tin. Tự tin, xin chú tự tin. Tốt. Con nấu rồi mà thầy. Không, thầy tin chứ. Tại vì đây là cái chuyện tán tan chứ đâu phải là giảm đâu. Những cái Đức Lâm nó hơi rung chút thôi. Má còn nhiều khách sần không? Đây được đó. Không, như vậy là cái vấn đề ẩm thực á, của tán tan ngày mai là không có lo. Buổi sáng là thầy nói rõ nha, là con nấu trong hai cái đó, một là bún riêu buổi sáng, hai là bò kho hay cái gì đó là buổi trưa. Yeah. Là con có hai cái món đó là ngày mai, rồi tới 3 giờ đó là phải dồn ra cúng, lúc 3 giờ là phải có 3 món nữa để mà cúng. Yeah. Ăn bữa là có 3 món. Yeah. Nhưng mà là ăn bữa cúng xong là chiều luôn đó, coi như mình ăn chiều luôn đó để 3 giờ nha. Yeah. Rồi cái sáng thứ bảy đó là con phải ăn bữa ăn buổi sáng, trong 8 món này 9 món này con có thể chia ra, con phải nấu nó một ngày mà 2 ngày nha. Dạ. Ngày thứ bảy cũng nấu tới 3 giờ chiều luôn là di quan, là coi như xong là ăn buổi chiều nữa là xong của ngày thứ bảy đó. Rồi như vậy là vấn đề là cứ thiếu cái gì là coi xuống nữa kiểm kho rồi chỉ để mà chuẩn bị nấu nha. Đây là cái dịp may của làng, nếu mà thật sự mà giống như con nói mà con làm được á là một cái gánh nặng mà sẽ cũng chút được á, mà ban nhà biết mà cũng chút được nữa. Con bỏ lên cái bảng rồi thầy. Rồi. Cô Lữ Nguyệt tính gì? Dạ, chiều nay ăn riêu rồi, bởi ngày mai đừng có riêu nữa. Chiều riêu thì sẽ mai bỏ khó. Dạ, mới bỏ khó. Chiều có muốn riêu thì sẽ mai là bỏ khó. Nhớ. Nhớ khỏi trách nhiệm mà là mình phải biết mà là khoảng như là khi món nấu. Do anh bỏ thì bố. Cái gì phải được. Chứ đừng đổ thừa nha. Nào bây giờ tôi nấu bò kho mà tôi là cũng còn cũng nấu còn đi nấu nữa, đừng đợi mà nói trước, thì nhập để cái đó hơi cứng gấp, không bị thắt để sao đi con? Không sao, tôi tin tưởng lắm, tôi nghe ông nói là tôi thấy ông Diễm mà không dám giết men rồi đàng hoàng này nè, đưa lên chứ đâu phải là nói miệng đâu. Rồi bây giờ tôi trở lại tôi chứng pháp tiếp nè, quý vị nghe nè, chuyện ngày mai ăn uống tôi đã nhẹ gánh rồi đó. Bây giờ đó là Đức Lâm cũng là phụ thôi. Yeah. Vợ Đức Lâm phụ thôi, Huệ Đạt cũng phụ thôi. Yeah. Không chỉ sắc cái gì là sắc cái lông cũng đừng rửa, cũng đừng rửa. Cứ làm theo y. Cứ làm theo ổng thôi. Sai ông chịu. Sai ông chịu. Coi như là nếu mà uống cũng đang chờ để ăn đó, nghe cười. Không sao, mình chưa biết chuyện đó là tại vì ổng dám đứng lên làm có băng có dĩa mà không có dĩa mặt đâu. Dạ, thì đại khái thì ẩm thực Việt Nam mình là ẩm thực âm dương. Dạ. Như là nấu đường thì có đường, có muối. À. Đại khái là một đúng là cái âm cái dương vậy. Dạ. Con tự tin con thật sự con hơi nghi chút. Âm dương thì tôi không rành, Hồng Đức rành ba cái đó thì tôi không rành. Âm dương còn cổ tàu nó khác.
Ở đây với Tàu, Việt Nam tôi biết coi về phong thủy ngày vậy, còn nếu mà đồ ăn âm dương không biết biết biết, tôi không biết cái nào âm dương hết. Giống như hột thịt lộn mới ăn với gâm vậy thầy. Rồi vậy cho nó hạ xuống. Ăn gâm thì nó tan huyết đó. À, nó tan huyết. Nhưng mà bây giờ ăn chay rồi thì con không biết món nào âm, muốn là dương. Thì cứ nấu đi. Thì có mặn có ngọt kìa. Dạ. Vậy là cũng giỏi đó ha. Có, nghe tiếp nè, thiện tri thức là quý vị đây, có người suốt ngày miệng tụng kinh Bát Nhã mà chẳng biết tự tánh Bát Nhã. Quý nhân nói ăn mà chẳng ăn, không làm sao lo được. Nếu chỉ nói bằng miệng chứ không chịu làm bằng tâm thì dầu trải muôn kiếp cũng khó kiếm tánh, kết cục vô ích. Quý vị, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là tiếng Phạn, Văn Tào dịch là đại trí huệ đáo vĩ ngạn, nghĩa là trí huệ rộng lớn đến bờ bên kia. Bờ bên này là bờ sanh tử, bờ bên kia là bờ giác chấm dứt luân hồi sanh tử. Nhớ kỹ nha, mình đang ở bờ bên này nè, mà bờ bên kia đó là tượng trưng cho cõi cực lạc, tượng trưng cho quả vị A La Hán. À, vậy tu hành thì phải làm ở tâm chứ không thể chỉ niệm ở miệng. Nếu miệng niệm mà tâm không làm, chẳng khác chi các thứ giả dối, quyển quá, sương mù, điểm chớp. Nếu miệng niệm và tâm làm, tâm với miệng tương ưng nhau, chắc chắn thấy được bổn tánh. Bổn tánh là Phật, Phật là bổn tánh, lìa bổn tánh không có Phật nào khác. Phật Di Đà là Pháp Tạng Tỳ Kheo, do Ngài kiến tánh mà thành Phật. Phật Thích Ca là Thái Tử Tất Đạt Đa, do kiến tánh mà thành Phật. Mà chúng ta cũng vậy. Nếu mà Phật Di Đà không có Phật tánh, Ngài có thành Phật không quý vị? Nếu Phật Thích Ca không có Phật tánh, Ngài có thành Phật không? Mà Ngài nói một câu, ta là Phật đã thành và chúng con là Phật sẽ thành. Một cái bình đẳng, không có tôn giáo nào được như vậy nha. Cho nên quý vị đừng có giảng dạy coi ổng đó, thấy không? À, mình tưởng ổng mới vô chùa xong giống như là cổ Huệ Năng vậy. Nhưng mà biết đâu ngày mai này là ổng là làm cho mấy bà kia là thấy ổng là sợ, kêu là sư tổ đó. Thiệt mà, chưa biết được. Mình không có thể nhìn bề ngoài để đánh giá, thấy không? Nhưng mà cái người mà dám lên trước live stream mà làm như vậy là cái người này phải biết lắm. Chứ không phải giỡn, ở đây là cả thế giới biết rồi. Mà dì ba, dì tư, dì bảy đứa con cũng biết. Con tuyên bố mà ba con bây giờ trên đó cũng mồ hôi hột đổ luôn. Thì ông thấy đó là cũng giống như là con mà lên là ổng biết rồi. Mấy người đó biết con biết nấu. Con biết hả? Dạ biết rồi. Vậy là được rồi, chứ không có lên chạy mồ hôi phải không? Đó, tôi cũng mừng. Quý vị, sao gọi là Maha? Maha Ca Diếp là ông gì? Maha là lớn, là đại, phải không? Chữ Maha tức là cái ông lớn. Cái chữ dịch ra Maha là tiếng Phạn. Maha có nghĩa là rộng lớn bao la, tâm lượng rộng lớn bao la như hư không, không giới hạn, không vuông tròn lớn nhỏ, không xanh vàng đỏ trắng, cũng không trên dưới dài ngắn, cũng không giận không mừng, không phải không quấy, không lành không dữ, không đầu không đuôi. Các quốc độ của chư Phật cũng đồng như hư không, tánh người nhiều con người giống rộng trắng, chẳng có pháp chi khá đặng, tự tánh chân không giống như vậy nha. Tụi con thấy rõ hiểu được cái này là đồng, chúng ta hiểu là danh tự Bát Nhã, nhưng mà áp dụng liền đi, phải không? À, trước đó ngày mai ăn cũng vậy, dở cũng ăn mà ngon cũng ăn. Đó là những cái chuyện cho con phải hiểu kinh Bát Nhã. À, dở cũng ăn, ngon cũng ăn. Tại sao chúng ta ngon nó thì thích mà dở thì ngăn? Cái đó là chúng ta còn chạy theo. Dở ngon gì nhai qua khỏi cái cổ họng nó thành cái gì quý vị? Đồ bất tịnh. Đồ bất tịnh nha. Thành ra quý vị thấy đó, tôi thấy ở ngoài thế gian thì có người đó họ nhổ lòng dịch đó, họ nhổ hoài mà họ nhổ từ chút từ chút. Mà có người đó thì họ làm ẩu lắm. Mà có người cạo lông heo thì họ cạo sơ sơ, mà có người là cạo không còn cũng biết có rồi đó không. Thành ra ăn thua cái tâm mà dính mắt của mình đó, thì mình sẽ bày ra làm kỹ hay làm không kỹ thôi. Đối với sư phụ là như vậy. Thì bây giờ cái tâm lượng rộng lớn là sao? Khi mình mới vào chùa cái tâm lượng mình nó nhỏ, vì gia đình mình, vì chồng, vì con của mình.
Nhưng mà khi mình vô chùa thời gian đó, mình phải coi cái tâm mình nó có mở ra không, mở ra hay nó nhỏ lại. Nếu mình vô chùa càng lâu mà cái tâm càng nhỏ là đi sai rồi đó. Còn vô chùa càng lâu mà cái tâm nó càng mở rộng ra, tức là tâm của ma ha là rộng lớn đó. Đấy, cái đó để đo sự tu hành thôi. Quý vị để thôi à. Bây giờ một cái vị sư cô hồi đó nó mới vô chùa, mới có tu giao duyên à, thì thấy Phật tử ăn thì bắt đầu không thích. Nhưng mà tu thời gian rồi lại mở ra, mở lớn lên nữa, mở lớn nữa, mở lớn nữa đi. Thì tụi con mới làm được những cái chuyện mà Bồ Tát và Phật làm. Còn nếu tụi con càng ngày cái tu nọ nè, tu rất là đơn giản, nếu tụi con không hiểu kinh lực, rồi cứ mở rộng tâm hồn cho sư phụ đi. Mở rộng tâm hồn là sao? Buông bỏ đó, nha. À, tụi con mở rộng là đúng hơn, hay là thu hẹp là sai à. Thí dụ hồi đó mình chỉ cho lấy đồ ăn ngon cho phe mình, đó là mở rộng chưa? Chưa. Từ từ lấy cho phe địch luôn, mở rộng ra, lấy hết. Coi như là hồi đó chỉ lấy cho Diệu Hướng thôi, bây giờ không lấy cho Diệu Hướng mà lấy cho Diệu Hướng và những người khác cũng lấy nữa, đó là mở rộng tâm hồn. Hồi đó mình ngồi trước ba nhà bếp, mình chỉ cho cái phe mình thích mà không cho cái phe mình không thích, nhưng mà bây giờ ai cũng mở rộng hết, thì chúng ta thấy cái nhân cái quả nó đến với chúng ta này nha. Quý vị thấy rõ cái vị sư mà trụ trì họ không mở rộng tâm hồn, cho nên là càng ngày cái chùa nó sẽ đi xuống, chư thiên hộ pháp hộ hộ. Cái đầu tiên mà các chư tăng kẹt nhất là khi quy y cho người ta cái pháp danh rồi, đó là trói buộc người ta. Có chuyện đó không? Người ta không có, mình không có đẻ, mình không tốt sữa tốt tả, người ta lại tới nhận mình làm thầy, ta có duyên với mình rồi, mình nói à, mà đã quy y tôi rồi không được đi chùa nào khác. Cái đó có không? Trói buộc, trói buộc. Rồi đi phải trốn ông thầy, thấy không? Chỉ có cái sức tuần này là tôi mới cứ đi thoải mái đi. Nhưng mà có những chỗ không đi, bà vô thượng sư Thanh Hải là không đi. Tại sao không đi? Tại vì bà ngã mạng hơn Phật nữa, thì tôi không cho đi. Thứ hai là thiền sức hồn ông Tám tôi không cho đi. Thiền mà còn sức với nhập là tôi giờ là cái gì? Tà thiền. Cái tâm lượng bát nhã nó rộng ra, nó bao trùm cả hư không, lấy đâu mà xuất, lấy đâu mà nhập, đó là vọng tưởng thôi hả. Cho nên trình độ thiền của cõi trời, chẳng hạn như bây giờ tôi nói nè, lớp tiểu học phải không, đi học đi, mấy cái mà ở tiếng Mỹ kêu là coi như là kiếm được gia đình đó, đi học đi cho kẹo cho bánh, cái đó là gì? Trước dùng dụng cái dụ nó đi phải không, rồi á lên tới trung học đó, thấy không? Lên tới middle school á, đi học đi, cho mày cái thẻ iTunes để mà mua game. Lên tới high school rồi đi học đi, ra trường lấy 4 chấm cho mày chiếc xe Toyota Corolla. Nhưng mà vô đại học làm sao? Còn cho nữa không? Đi mượn tiền mà học đi con. Thì tụi con thấy cái level, nó từng cái level để dụ dỗ mà, nha. Tụi con nhìn rõ đi để tụi con hiểu. Và như vậy thì tử cũng vậy thôi, trước là dùng cái phương tiện đi dùng để mà từ từ dẫn tụi con đi. Cho nên á, tụi con muốn phô ba thành công, tụi con phải mở rộng tâm hồn. Tụi con không mở rộng tâm hồn, bây giờ từ cái bầu, cái bí, từ cái xì dầu mà tụi con còn tất ca tất tụng, thì làm sao mà sau này tụi con ngồi trong đó để mà con lo được cho một cái người không phải là mẹ mình, không phải là cha mình, thấy không? Như sư phụ rõ ràng không có thể hiếu được cho cái người mà mang nặng đẻ đau là mẹ thầy, cũng không thể hiếu được cho ba thầy nếu mà thầy đặt theo cái góc độ thế gian à, không có hiếu đâu. Nhưng mà không có nghĩa là tôi mở rộng tâm hồn thì tôi nói bây giờ tôi có thể là tôi không đủ điều kiện, việc cộng không cho tôi về, tôi bất hiếu với cha mẹ hiện đời, nhưng mà tôi lại có hiếu với cha mẹ nhiều đời, thì như vậy là quán chiếu bát nhã, phải không? Quý vị nhìn rõ rồi. Nếu mà đứng ở vị trí của sư phụ đó, nó trách nhiệm nó nặng lắm. Nặng không? Hết người này tới người khác. Nhưng mà tại sao như vậy? Trả ơn Phật. Bây giờ thấy có môn thiền bây giờ đó. Tôi đã nói với vị tôi, nó xuất thân từ thiền rồi. Ở trong này cô tu thiền, tôi biết tôi giảng là đều có tinh thần thiền tâm trong hết. Đúng không cô? Tôi đã từng trải ra mấy chục năm mà. Cho nên đó, ở trong này cô là cái gì đó chưa này? Cô Minh Tuệ là cô biết tôi là
Tất cả bà giảng tôi đều có tinh thần thiền tâm ở trong đó hết. Nhưng mà sao vậy? Tại vì tôi biết chắc rằng lúc lâm chung không thể là ngồi chiếc già 2 tiếng đồng hồ được hết. Hả? Thở còn không nổi đó làm sao nổi? Thấy không? Tôi đã thử tôi rồi. Mình còn tỉnh táo đây. Ngồi mới đầu tu thiền ngồi 45 phút đầu thì nó an lạc qua tới 1 tiếng sau là thấy là địa ngục trần gian. Rồi lần lần có quen lần cho tới lần tới 2 tiếng theo tiêu chuẩn thiền tông của Hòa Thượng Trúc Lâm Thanh Từ, phải không? Nhưng mà 2 tiếng rồi đó thì chúng ta giống như người hút xì ke vậy, trong 2 cái tiếng đó chúng ta nhập vào thiền, chúng ta ly khổ và đắc lạc. Ly khổ là ly được cái thanh, tại lúc đó cái thanh nó quen rồi, nó ngồi được cái thế đầu tiên rồi, bán già sau kiếp già là coi như là thế kim cang nó vững chắc. Nhưng mà chúng ta qua 2 tiếng rồi bắt đầu máu nó ngưng, nó không chảy được, oxy nó thiếu, nó làm cho chúng ta bắt đầu loạn loạn xạ lên. Và trong 2 tiếng đó chúng ta ly khổ đức lạc, đó là ly được cái thanh, thì chúng ta giống như hồi xưa là ở ngoài chưa nhập định đó, thì chúng ta bị cái khổ nó làm. Mà khi nhập định vô rồi thì chúng ta lúc đó là chúng ta không giao tiếp, mắt thì nhắm, tai thì bích, mũi thì theo hơi thở, thân thì an trụ, ý thì bị cột vào trong cái hơi thở kêu là sổ tức. Cho nên vô tình chúng ta được an lạc, nhưng mà an lạc đó chỉ trong vòng 2 tiếng. Mà nếu mà an lạc quá thì chúng ta rơi vào cái trạng thái giống như người ngủ vậy, là hôn trầm. Cô đã bao giờ rộng cô biết rồi, nó ngủ nó hôn trầm là con mang ngủ nó lên. Thì một cái người ngồi định mà nhập vô cái hôn trầm thì cái người nó khác gì như một cái người ngủ mê mà không có chiếc báo hả? Nhưng mà rồi sao? Mục đích là ngồi thiền để vậy. Bởi vậy một cái vị gặp luật tổ nói vô đà trộn trong pháp hội của ngài luật tổ để học đạo á, thấy không? Sao đó luật luật tổ có thành không biết không? Biết. Là tại vì ông thành tố không thế này con. Sư phụ biết, sư phụ chưa kiến thánh. Lúc mà ngũ tổ và nhãn còn sống là ta còn đứng ngoài cửa. Cho nên á, bây giờ ta không lẽ ta qua học pháp kỳ quá, thấy không? À, học pháp kỳ quá. Thôi bây giờ con trà trộn, con làm bộ là con bệnh, con xin quy y ngũ lũng tổ đi. Rồi con ghi chép, con học coi cái gì con về, con đưa lại tha là tha. Tha sẽ biết cái đó là nó kiến tánh, không thì ta có thể kiến tánh được. Bây giờ ta đi học là ta tiền quá. Thì như vậy tâm lượng của ngài Thần Tú còn mở chưa quý vị? Chưa. Còn sợ mặt mũi không? Còn. Mà còn sợ tức là tâm ma chứ không phải là cái tâm mà thật tắc. Ông kia vừa vô tới nơi là lũng tổ trong này có tên trộn pháp. Tụi con hiên ngang vô đây học, gọi là cái gì? Tụi con học chân chánh. Một ngày nào đó tôi dạy phô qua rồi có một cái lớp nào nó không phải đi vô nó học nghề. Nó trà trộn kêu là cái gì? Trộn pháp. Trong này có tên nào trộn pháp tự giác ra thì ngày lên ngày đánh lễ. Ngày nói con á, đánh lễ xong 3 lễ, ngày nói con phải trộn pháp. Ông nói sao không phải? Hồi nãy thì phải, mà bây giờ đánh lễ xác nhận rồi, nhận lỗi là không phải. Đấy không? Rồi ông nói bây giờ thầy ông dạy cái gì? Dạ sư phụ thần tú con dạy ngồi đó trụ tâm và quán tịnh. Ủa ngồi trụ tâm mà đụng tổ ngộ đạo là tâm vô sở trụ, ông này phải trụ tâm và quán tịnh thì ông này còn kẹt vào tịnh và sở động, phải không quý vị? Là bệnh không? Bệnh. Cho nên ngài nói trụ tâm quán tịnh là bệnh, nó sai với tinh thần vô sở trụ của kim kim cang, phải không? Ông ngồi ông trụ tâm quán quán tịnh thì như vậy ông sống ở cảnh động ông sống được không hả? Ông gặp khách thì ông tịnh, nhưng mà ông ra ngoài nhà bếp ông có tịnh được không? Cho nên chính cái người ngồi thiền là đi đứng nằm ngồi đều ở trong cái thanh tịnh, cái người đó mà mới là Như Lai thiền. Còn cái kia là kêu là gì? Phàm phu thiền đó. Cho nên tụi con hiểu đạo rồi, tụi con phải cố gắng nghe cái bài này. Cái bài này là nó mở mang cho tụi con để mà tâm lượng mở rộng. Mà tại sao tâm lượng mở rộng vậy? Tại vì lâu nay mình kẹt cái ngã này. Cái ngã này hả? Để thấy cái ngã này sao? Tại sao một cô gái đó từ Việt Nam không dính líu gì tới mình hết hả? Cũng như Đức Lâm hồi đó Tường chưa phải vợ con á, phải không? Ai chửi nó con có khe không? Tại sao vậy? Ông Đây, không có phải là vợ tôi, thấy không? Rồi hồi nó không phải vợ tôi là người làm cua, nó con có giận không? Tại sao vậy? Vì không có chữ của tôi,
Thấy chưa? Do của tôi đó thì đồng mình thu dọn lại. Ngày xưa con là một cái thanh niên mới vừa học ra trường, chưa có người yêu, thì cái tâm lượng con rất là rộng lớn. Con lãnh lương chưa có vợ đó, má xin cho liền, em xin cho liền, bạn bè thiếu cho mượn. Nhưng mà có vợ rồi thì bắt đầu có tâm lượng còn rộng lớn nữa không? Bắt đầu đó, hai người, quý vị để ý coi, tự nhiên đó, trai con gái nó đang chơi với nhau rất là thoải mái. Cái thằng đó tự động là đi ăn là nó đãi, nó dành nó trả tiền, là biết thằng đó là còn gì, còn độc thân. Mà khi bắt đầu nó có gia đình rồi thì nó bị cái gì ích kỷ và nó làm buồn lại. Nó có gia đình rồi là bắt đầu là nó kể cả bất hiếu với cha mẹ luôn. Mà tại sao nó lại phục vụ cho cái người yêu nó vậy? Tại vì người yêu phục vụ cho cái lòng ái dục của nó, thỏa mãn nó, cha mẹ không có phục vụ được cái thỏa mãn và ái dục cho nó. Tụi con nghĩ một cái điểm thôi. Cho nên tụi con á, vì cái ngã này mà mình mới khổ lên rồi, để đứa con ra là thêm một cái bản ngã đặt cho đứa con đó. Nha, nó kéo dài, cho nên mình từ một cái Phật tánh là bao la rộng lớn, mình xuống cái thế giới này thì mình bị trói buộc trong cái bản ngã, rồi mình quên hết cái từ cái nguồn gốc của mình. Bởi vậy cái tên của chùa mình đó là Tầm Sư Học Đạo Bổn Tánh Hoàn Nguyên, là nó trở lại cái chữ là tầm nguyên là như vậy đó. Nha, cho nên á, tụi con á, lục tổ nói á, tu này là tu đốn giáo, một đời chưa có về cõi cực lạc mà đi xuống dưới nhà bếp vẫn là đạo tràng. Thí dụ như con xuống dưới, con người của nó sắp con đâu, phải không? Thì đó là con coi tổ là thầy, để mà tổ là ông thầy test mình coi mình có còn dính mắt vào cái lời khen về chị em không. Rồi gặp chúng tệ đức, ông test ông một câu, nói gì mà dở quá vậy, thì mình cảm ơn ông, phải không? Tại vì cái người này họ nói thẳng nhưng mà làm cho mình sửa đổi lại. Còn có những người đó, trước mặt người nói gì ngon nhưng mà ra ngoài họ nói xấu, họ nói dở, có không? Có cái loại là ăn là một khen ngon nhưng mà ra ngoài chê, rồi nó có. Thì như vậy loại đó cũng là sử dụng ma tánh, mà mình đó cũng bị gạt, tại vì mình khoái. Cái lời nói là do cái lưỡi đánh cái không khí nó truyền qua con và nó vô tới lỗ tai con. Nếu mà cái thằng đó điếc, phải không? Thằng nó rẽ ra nó điếc thì mình chửi nó có giận không? Nó không giận, tại vì nó không có lỗ tai. Chứ nó có lỗ tai nó sẽ giận. Như vậy mình đi giận cái lỗ tai của mình, phải không? Mình đi giận cái lỗ tai của mình, rõ ràng lắm. Lỗ tai là của mình chứ không phải là của người khác, phải không? Mà có những cái người họ bị coi như là cái đó dẫn họ đi, thấy không? Thí dụ như mình mùa hè mình thích mặc cái đồ là mặc cái đồ mát mẻ, cái đồ được mặc cái rít đi, người nữ mặc cái rít đi, phải không? Đúng không quý vị? Nhưng mà vô đây á, cái chùa mà gặp mấy bà còn dính mắt đó, là thấy mấy cô gái đi chùa mà mặc rít có la không? Có la không? Ăn mặc là hở hang, rồi về mất dạy kêu vô đây, ai vậy? Vô đây cho áo tràng mặc. Cái đầu tiên nó đến chùa là nó cứ nghĩ là thoải mái đi nhà thờ không ai cấm hết á. Mà vô đây mấy bà, tại sao mặc như vậy? Hổ, mất dạy, phải không? Vô đây dự dụ mấy thầy hả? Phải không? Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng, mấy bà mặc cái đó, nếu mà tâm ông thầy không động thì làm sao hiểu? Dạ. Hả? Mình chỉ thấy cái lỗi người đó là con quỷ mà không thấy thầy là con ma. Cái đó rõ ràng. Cho nên tụi con hiểu đạo rồi đó thì ở đâu cũng là đạo tràng hết. Rồi có những vị thầy quý vị họ chắc từ cái cuốn kinh luôn lật ra mà không úp lại, trong lượt có nói mà tội là tại sao để hộ pháp họ đứng hộ, phải không? Thật ra cái đó có chứ không thể có, nhưng mà cái những cái chuyện đó nó không quan trọng bằng cho cái chuyện mà cho tụi con thấy con có cái bất sanh bất diệt và thật thánh. Bây giờ thầy lấy ông Thiện Sanh này thì cái ông Tệ Sanh này để giới thiệu nha. Cái thân này là con mượn hay là tự con có? Thân con là mượn của ai? Mượn của ba và má con, mượn cái tinh của ông già, mượn cái máu của bà tạo ra cái thân này. Hả? Rõ ràng lắm, không phải của con. Mà cái gì có mượn là sẽ có trả. Má con là từ đâu mà ra? Bà Diệu Hiền
Mượn của ông ngoại và bà ngoại, mà có mượn là có trả không? Có. Hả? Hằng ngày chúng ta đều mượn, sư phụ mượn miếng nước uống, phải không? Uống vô, hai tiếng sau trả ra đâu? Trả ra nhà cầu, trả ra cái ống xua đó, rồi cái ống xua nó chảy đi đâu? Nó chảy đi ra những cái chỗ mà nó tái sinh, rồi nước nó bốc hơi lên, nó trở lại mây, rồi nó đưa xuống, rồi nó kêu là luân hồi, thấy chưa? Rồi bây giờ cái xe là con mượn của điêu lên, thấy không? Mà hả, mà người nào mất thiên minh đầy đủ thì còn chạy, mà không mất đủ là sao? Nó lấy, có phải của mình không? Rồi cái nhà của ai? Nhà của ngân hàng, hả? Cái thân này không phải của mình rồi thì con vợ có phải của mình không? Ủa? Con vợ không của mình. Mà trước khi á, hồi nhỏ mình đẻ ra không có con vợ đó, phải không? Thì con vợ nó đi lấy chồng mình, nó tự tử không? Không, bây giờ tại sao là mình nó đi với chồng mình tự tử? Tại vì mình ngu, mình tưởng của mình. Mình nhìn kỹ cái này cũng không có mất, cũng không còn nữa, nhớ không? À, cho nên rõ ràng lắm. Chẳng hạn như bây giờ quý vị, bữa tôi la rồi ba tôi nói, vị vô liếc liếc thấy tôi nằm ở cái ông sư phụ mình nó ngủ cái giường, sao mà nó tệ, cái quá, nó tệ quá, thấy không? Thật ra đó, nó còn đỡ hơn là trong cái ruột của mình dơ nhất. Tụi con với cái tóc sắp chết rồi đó, khi mà đứt hơi thở rồi, tứ đại nó không điều hòa là nó bất tịnh rồi, không có cái gì sạch đó. Cho nên từ chỗ đó tụi con đi từ từ thôi, cái gì của mình cái mắt kiếm này hả, trả lại cho bác sĩ mắt. Ok, cái y này trả cho ai? Thầy. Trả cho, coi như trả cho Phật, cho cậu, thấy không? Từ cái áo hậu, rồi bằng cách của mình học để biết chữ Anh, chữ Việt, những này kia, trả lại cho thầy, thấy không? Thân này trả cho cha và mẹ, trả hết. Nhà thì trả cho ngân hàng, xe trả cho dealer, con vợ thì trả cho ông già vợ, đúng không? Trả riết rồi đó, cái thương và ghét cũng trả luôn. Hồi nãy mình xuống nhà bếp, mình nghe cô quê tiền nói một cái là mình nổi điên. Bây giờ của cô nấu tôi trả lại cho cô, không giận nữa. Một lời khen là nói mình khoái quá. Nhưng mà cái khen này có phải khoái cả ngày không? Khoái là do thích, bị dụ. Rồi, coi như bỏ luôn. Rồi, trả lui trả tới hết rồi. Chỉ có cái là cái thương và ghét cũng là giả rồi. Có nhân viên nó mới có. Hợp với mình là mình thích. Mà không hợp mình giận. Cho nên cuối cùng rồi tụi con còn là cái tánh biết trả cho ai đây? Hả? Cái tánh biết không trả cho ai được hết á. Vì khi nhập thai nó đã có rồi. Hả? Không trả cho ai thì mình cái nó kêu là cái bất sanh bất diệt, nó đi theo mình từ vô lượng kiếp, cho nên trở về cái đó, mà thành Phật cũng từ cái đó mà ra, mà thành tổ cũng từ cái đó mà ra. Cho nên nó tụi con mà hiểu được cái đó rồi đó thì tụi con mới khởi cái tâm đại bi rộng lớn được, thấy không? Rồi đó, có người cả đời họ đi đâu họ nói chuyện với mình là mình nghe cái mùi là gì? Than thở, không bằng lòng. Có một loại chúng sanh họ đi tới đâu họ cũng than thở, không nghe cái gì mà họ vừa ý hết, phải không? Họ ở nhà thì họ không vừa ý với con dâu và con rể, con trai và con gái. Họ mua căn nhà rồi đó thì họ về họ không vừa ý và họ phải đập từ cái cao thể thớt, họ sửa từ cái tủ lạnh, họ sửa từ cái màn, họ thay từ cái sàn gỗ, có không quý vị? Cái loại đó không bằng lòng, cái gì họ cũng phải sửa hết, phải không? À, cái loại đó là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nó lúc còn là phàm phu đó. Hả? Quý vị nhớ tiền thân qua theo Bồ Tát lại không? Hả? Chồng của qua theo Bồ Tát tiền thân là ai? Thiện sĩ. À, rồi á, Đức qua theo Bồ Tát kêu là gì? Thị kính. Rồi cái cô gái mà du quan cho Quan Thế Bồ Tát là gì? Thị Mầu, phải không? Quan Thế Bồ Tát nguyên là cái thời đó là ngài đang thị hiện ở bên Đại Hàn, kêu là Cao Ly. Cao Ly tức là Triều Tiên, lúc đó là Nam Bắc Hàn, nó còn thuộc về Tàu đó. Ngài lúc đó đó thị kính xuất thân là một cái người Đại Hàn, tức là cái người Cao Ly, và thị kính được gả chồng về nhà
là gì? Thiện sĩ, không? Rồi hai vợ chồng rất hạnh phúc, nhưng mà ông chồng không có cái cọng rau tài, cái gì với cọng rau buộc rùi nó giảm gì không? Kêu là rau tài ông hạnh ngủ trưa thì mọc rau kệ tà bà này, có cái rau thì phải là đàn ông thì phải là không có cái rau nó xấu, nên ông là ngủ, bả đang ngồi với mai đồ, bả mới lự lấy cái kéo mà xách cọng rau chồng, thì xách một cái ông quay được mình thì nó trúng chảy máu, thì ông giảng là làm với bà này muốn giết chồng, đó là đồng quan thị kính, đúng không? Cho nên hợp gia đình chồng, và cái thời đó bên Tàu nó còn là ảnh hưởng với Câu Ly, Đại Hàn lúc đó là thuộc địa của Tàu, cho nên đuổi bà đi ra, thấy không? Đó là rõ ràng nếu mà ông chồng không có cụm râu mọc ngược kể ông chứ, tại vì cái tâm này có dính mắt không? Phải không? Thì ở đây bây giờ nói cái vụ cắt râu chồng, thì ở đây tụi con thấy có những người bà vợ không có cắt râu chồng mà cắt áo chồng, cắt quần chồng, cắt cà phê của chồng nữa. Từ cái màu của quần áo của ông chồng cũng ông mặc thì có không được, mua bắp đi cả có không biết không, không dám nói đâu. Nói về cái anh bột tay liền. Cho nên á, quý vị thấy á, mình kê cái chuyện là cắt râu chồng, nhưng mà đây có nhiều người, nhiều ông chồng không bị cắt râu mà bị cắt quần, cắt áo, sửa màu, sửa đủ thứ cái tánh của mình, có không? Hồi đó mình ở nhỏ với má không ai sửa mình, bây giờ lấy vợ mình bị người vợ họ đòi hỏi cái đó là cắt râu chồng đó, phải không? Rồi mấy ông cũng cắt đồ quần áo của vợ vậy. Đó là do cái gì? Do cái bản ngã của mình đặt lên. Rồi tới hồi đó bà buồn có bị đuổi đi, thì bây giờ đi chỗ nào? Thời đó là cái thời mà nó bên chồng đuổi là không ai xài hết, đi tu. Cái lịch của nước Cao Ly thời đó nhà vua cấm người nữ đi tu, thì bà này thuộc cái loại ngang ngược, ở nhà thì cắt râu chồng rồi vô đó thì giả trai đi tu, có phải là ngang ngược không quý vị? Nếu bà được cái giả trai thì mất kia thì màu vua không được, phải không? Cho nên để coi nói rồi đạt nó có cắt râu chồng không, không hiền đâu nha. Cho nên á là đi ra vô chùa, vô chùa đẹp trai thì đẹp gái, đẹp trai không đẹp trai, cho nên thị màu mới vô thấy vậy mới thương, mà thương sao được. Cho nên cũng cứ lui tới và cuối cùng rồi đó thị màu đi tặng triệu với một cái tên thì tớ, phải không? Rồi bắt vô có bầu, thì ông Tri Nguyện hỏi đó, là con gái là đi tập chiếu với ai thì chỉ ngay là chú Tiểu. Lúc đó là sư ông thầy là coi như là Quan Âm Thị Kính bị rồi á, bị đánh, đưa con Nguyện đánh, thì ông thầy đại mình giả trai thì ông thầy cũng thôi, về con tu mà nghiệp ái nặng quá thôi, bây giờ khi thị màu đẻ ra đem đứa con lại giao thì ngày nuôi đâu, nuôi xong cái trái của nhà chùa, rồi hàng ngày phải đi xin sữa cho con bú. Thì quý vị rõ ràng lúc đó là bị quan, chỉ cần rất là đơn giản, mình chỉ cần nói là tôi bây giờ là tôi là người nữ, nhưng mà nói người nữ sẽ bị chém đầu vì tội khiêu quân. Cho nên tại vì cái bản tính ngang ngược của mình đó, ở gia đình đó thì làm vợ mà cắt râu chồng, phải không? Ở đây là cắt, không cắt râu chồng mà là cắt từ cái màu xe của chồng, cắt từ cái sở thích uống cà phê của chồng, cắt những cái mà người chồng ưa thích, nhiều khi có nhiều người vợ họ như vậy đó. Và tới cuộc rồi đó, bà sau này bà bằng lòng, bà nói cái tội mình đáng đời, hồi thế gian thì cắt râu chồng, cho nên bị chồng mới vu oan mình đó là giết. Rồi đó là vua cấm đi tu, người nữ đi tu thì mình cải trang đi tu, mà hả giờ mình khai ra thì bị giết. Cho nên ẩn dẫn nuôi cho đứa chú Tiểu lớn lên người đó, cho tới khi mà chết rồi người ta tẩn luyện mới lòi ra người nữ, cho nên mới thành là Quan Âm Bồ Tát. Còn nếu mà làm cái gì cũng nói là tôi phải minh quan cho được, tôi phải làm tới nơi đó, thì mãi mãi là chúng sanh. Quý đạt nghe chưa? Hả? Muốn làm Bồ Tát, muốn làm Tỳ Kheo Ni thì không có làm theo cái thánh của mình nữa, mà lấy cái gương mà Đức Quan Âm đó, hồi xưa cắt râu chồng, cải lệnh vua, cho nên bị đủ thứ dòng dập, sau này âm thầm chịu đựng nuôi con người ta, mà để mình người nữ mà mang tiếng là đi dụ gái, cho khi chết rồi thành Quan Âm Bồ Tát. Đó, tụi con thấy rõ là rõ ràng là nó không có thay đổi, mà xuống cái tâm thôi, cái tâm đổi không còn dính mắc nữa. Thì cái bà Quan Âm Thị Kính này, cái bà rõ ràng bà đang là nói về kinh Bát Nhã,
Đầu tiên bà không có chịu nghe kinh Bát Nhã, cho nên thấy cậu râu này còn ngược và xuôi. Đầu tiên không chấp nhận là người nữ tại sao không được đi tu, cho nên cãi lệnh ông vua và cái quả đến liền và bị thị màu vua thống. Cho tới khi bằng lòng với những cái nghịch và cái thuận của cuộc đời, mình bây giờ bị mang tiếng người nữ, mà mang tiếng là coi như làm cho cô thị màu có màu, vẫn chấp nhận. Cuối cùng tới ngày chết thì mới thành là Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên tụi con hiểu đạo rồi đó, thì tụi con trong cuộc đời tu hành gặp những cái người nghịch với mình đều là thầy của chúng ta để mình học hết đó. Cho nên đừng có bao giờ mà chống đối những cái đó, đúng không? Cũng như chiều nay chúng ta sẽ có một cái cuộc gọi là Bồ Tát, phải không? Là tôi biết chắn là ngày hôm qua là giữa chú Tệ Đức và cô Hồng Thị có một cái chuyện nó phiền não. Mà cái phiền não này đó là do cái gì? Do ma tánh mà ra hay do Phật tánh mà ra? Ma tánh. Thành ra đó, chú Tệ Đức và các chú đó là chú là người tốt, nhưng mà cái tập khí của chú rất là nóng. Và khi chú nóng lên rồi đó thì chú không control được cái khẩu nghiệp. Chứ là chú Tệ Đức là quý không? Khi ông nóng lên rồi là ông sẽ có những cái thái độ. Nhưng mà quý vị phải hiểu rằng còn phàm ai cũng có. Cho nên chiều nay sẽ có một cái buổi Bồ Tát là để nó giải quyết những cái chuyện đó nha. Chúng ta đừng có tưởng là ở thế gian cô Hồng Thủy không có hiền đâu. Hồng Thủy hiền không? Cổ cũng thuộc lại các lâu chồng đó, thì không hỏi má cổ biết. Cổ không có hiền đâu. Đó. Cho nên á, mà hai người hiền gặp nhau thành gì? Không hiền, hai người không hiền gặp nhau thành gì? Hiền đó, mai là hiền rồi đó. Nhưng mà trước khi mà bão nó lên, nó thường thường là nó yên lặng. Rồi sau nó bão nó bùng lên. Ủa, vậy thì bây giờ nào nghe có thầy, có người lãnh nhà biết mừng quá hả? Xin chú ra tới 10 món nghe chưa? Nghe chưa? Ở dưới có nghe hả? Nghe có mừng quá lên luôn. Hết bệnh đi. Chú nói cũng đám mai này tới 10 món. Mình đâu có biết được. Nhiều khi là nghe tài không hiện tướng sao? À, cho nên tụi con á, từ nay tụi con thấy cái chính của mình nó áp dụng đi. Đem những cái mà những người bạn đạo mà nó làm cho mình đi. Bởi vì Đức Phật nói đề bà Đạt Đa giúp cho Đức Phật thành Phật sớm hơn Ngài Di Lặc. Tại vì đề bà Đạt Đa quậy Phật, phá Phật, cho nên Phật mới thành Phật sớm. Còn nếu mà cái gì nó thuận hết thì mình không thể nào mà bắt người ta trải thảm đỏ để đón mình được hết, đúng không quý vị? Hồi xưa thầy cái ngồi thầy ao ước thì nó trời ơi, thấy hòa thượng sướng quá. Mỗi lần hòa thượng đi đâu quý vị có thấy không? Bây giờ hiện tại có những cái giới đàn ở Việt Nam mà con thấy cái tâm sự tới tiếng hồi đi, con thấy là mấy chị tâm quỳ hay có không cô Hồng Thủy? Bây giờ cũng vậy, quỳ hết. Thế là nằm quỳ sát lột rồi rót thảm đỏ cho cái vị hòa thượng giáo thọ tâm sư thích kiến đi qua. Cái ngồi tôi ước, tôi ngồi tôi nói con không biết chuyện nào con mới được như hòa thượng. Hòa thượng kia đây mai có liền à, có là sao vậy? Ngài mới chỉ, ngài nó muốn cái thảm nào đến vậy, con thích cái thảm đỏ này. Hồi nó trình trưởng cúng để cho hòa thượng ngồi dưới đàn ở chùa Long Thiền. Cái hòa thượng nói ngày mai á, sau khi cái trường hương kêu là trường hương và mãn á, sau khi dưới đàn là xong 3 tháng trần hạ trường hương rồi đó. Hồi xưa ở ngoài đời nó có là trường thi, nhưng mà ở trong chùa kêu là trường hương, tức là trong đó là thi để mà lên tỳ kheo, tỳ kheo ni rồi này kia lại dưới đàn. Cái hòa thượng mới cắt miếng cho tôi, cái hòa thượng cắt tại chỗ. Cái hòa thượng mới nói đó, người ta có trải thảm cho hòa thượng, người ta cũng nội trải nội trong cái chùa này chứ không có trải đâu hơn đó. Trải từ cổng chùa vô thôi, nhiều lắm là 1000 mét thôi, không có hơn đó con. Nhưng mà con muốn đi tới đâu người ta cũng trải vậy, con muốn đi tới đâu ai cũng trải, cũng vậy đây nè. Cái ngày cái kéo này cắt hai miếng, ngày lấy cái kim của ngày đo, cái ngày xỏ tới quai, ngày lấy đó. Bây giờ con mang cái này là đi chỗ nào con cũng được trải thảm đỏ. Tức là mình mang cái đôi dép nhiễm nhục kia đi thì chỗ nào cũng là trải thảm, cũng là chào đón mình hết, thuận dần được. Nha, từ nay nhớ là thấp này, mang dép đi. Ngày cắt nguyên một miếng thảm nhỏ, ngày đưa cái kim tư vô, ngày xỏ vô cái quai.
Hồng giáp nhật đó là nói về con thấy con muốn thảm này, giờ về con sẽ hơn hòa thượng, con đi chỗ nào cũng có thảm với chim con hết, mà thảm này do con mang chứ không cần ai hết đó. Thì tụi con hiểu cuộc tu hành của chúng ta phải hiểu kinh Bát Nhã, tâm lượng phải rộng lớn, và tụi con đi tới đâu mà tụi con bước xuống nhà bếp là thấy nó không vừa ý là sai rồi. Hả? Xuống nhà bếp đó, đó cái rau này tại sao để vậy, quý vị thấy rõ ràng không? Ngay Đức Phật còn đại thế mà hai nhóm tăng đoàn hồi xưa không có internet cho nên không có biết. Phật vừa chế một lần, Phật đi vô nhà xí, tức là nhà vệ sinh, Phật thấy là cái nhà cầu ở Ấn Độ nó giống nhà cầu Việt Nam, là nó có một cái lưu nước rồi dội nước để mà đi cầu, rồi dội chứ không có máy gì hết. Rồi mấy thầy để như vậy thì Phật mới dặn là cái lưu nước là phải úp lại, cái gào nước phải úp lại để khỏi sinh lăng quăng, rồi mình đổ mình giết hại chúng sanh. Rồi cái nhóm tỳ kheo ở xa không có về, họ không biết, thì họ lại làm cái chuyện đó. Thì ngài coi như Ubali, ngài nói lên ngài xử tội, ngài nói mấy ông này phạm tội phải lên đó sám hối trước đại chúng. Thì ông kia, tôi không có biết là không có tội, cãi nhau cãi đã lên luôn, không ai chịu thua hết á. Thì Phật nói thôi mùa hè năm nay mấy ông giỏi quá không nghe lời của Như Lai, thôi Như Lai xuống đây là để mà khai thị ngộ nhập Phật tiên kiếp cho mấy ông, mà mấy ông cứ hơn thua, cho nên Phật rút vô rừng. Bởi vì thấy có cái cảnh mà những con voi con khỉ hái đồ cúng cho Phật, và rút ruột rồi quý thầy coi như là cả nhà cũng không thua nữa, hai cái phe cãi nhau biết, hai cái nhóm 500 tăng ni mới về và 500 người cũ cãi nhau, rút cuộc rồi đó thì vua Bình Sa Dương, vua Ba Tư Nặc phải không, mới hợp lại mới bây giờ đó, vô gặp Phật nó bây giờ làm sao chứ bây giờ đó tăng đoàn nó lối rộn, nó cãi nhau biết gì cái chuyện là cái thùng nước ở trong nhà cầu úp và mở thôi. Thì Phật nói ta nói nó không nghe thì giờ thì ta không có dạy nữa. Thì bây giờ đó ông các cô đọc ổng không được, làm như vậy là thiệt thòi cho hàng cư sĩ chúng con mỗi mùa hạ được nghe kinh. Thì rốt cuộc rồi bàn nhau là bây giờ nó sở dĩ còn cãi được là tại vì còn no, phải không? Mà hồi xưa sư tăng có nhà bếp không? Không có gì hết rồi, bây giờ mình nó cắt hộ khẩu đi cướp lương thực, thì mấy người mới hộp nhau lại, bây giờ có cách đó. Thì mấy sư tăng ngày đầu tiên tự nhiên mấy ông hộp nhau hết, thì ông vô Bình Sa Dương ông ra lệnh, vô Ba Tư Nặc cũng ra lệnh, nó có cô độc nó từ nay cấm tất cả sớt bát cho các thầy, các thầy mà phải vô sám hối Phật và hòa hợp lại thì mới cúng dường. Thì ngày đầu của thầy cũng chưa chịu thua, mỗi ngày đầu đó không có gì, nhưng mà có chết đâu, không chết, không ai cúng một nước uống. Ngày thứ hai cũng chưa chết, đến ngày thứ ba giờ hết hơi cãi rồi, tới ngày thứ tư chân đi cũng lủng rồi, tới ngày thứ năm thì bắt đầu không có ông nào nó cũng hợp lại, nói bây giờ không được, bây giờ mình bị mấy ông vua mấy ông nhà giàu cướp lương thực rồi, thì vô nó cử người đi hỏi về làm sao mấy ngày cũng dừng lại. Bây giờ quý vị phải vô sám hối Phật, nhận lỗi và không còn gây gỗ là cái thùng nước úp là phải hay là lật là trái nữa đi, thì chúng tôi mới cúng. Và các nhóm đó cũng cứng đầu, tới một tuần sau là cũng kéo kéo nhau trong rừng lại Phật. Thì đó quý vị thấy cái làng này sở dĩ mà còn cãi là tại vì còn tiền của Obama này, còn tiền ăn này, rồi bây giờ tích trữ trong làng này có thể là bây giờ mà có lạm phát cái gì tôi bảo đảm mình đi chợ không được nha, một tháng của đói không, không đói để còn sức ghê, hai tháng còn đồ ăn không, dư sức, dư sức. Tháng thứ ba bắt đầu xuống nhà bếp lấy đồ trong freezer ra, có thể là một năm làng này cũng chưa đấu, nhưng mà năm thứ hai bắt đầu là đấu. Cho nên là vì chúng ta còn đầy đủ phước báo cho nên chúng ta mới dư dật và chúng ta mới chấp nhất từng lời nói, từng lời nói. Đó. Cho nên tụi con để ý đi, mình tu mà mình bị dụ và mê, cái tập khí nó làm cho mình quê, thấy không? Từ nay tụi con nhớ là đi đâu là bằng lòng với hiện tại là thiên đường. Muốn con đứa con mình cái lỗ mũi cao, phải không? Muốn cho con gái mình cái môi nó trái tim nhưng mà nó không xích môi là được rồi. Muốn cho nó mắc bồ câu nhưng mà nó đẻ ra nó mắc bột một mí cũng được nữa. Mình bằng lòng với hiện tại thì không khổ mà. Đi xe Tesla thì nó có phước, mà đi xe mà Corolla mà khoảng 20 năm thì có phước, nhưng mà thật sự
Xe là cái phương tiện để di chuyển thôi à. Xe cũng là đồ giả tạo, mà cái xe này còn chết thì cái xe kia là cái gì mà chạy theo nó, nghe không? Tụi con nó hiểu đạo rồi thì tụi con quán chiếu Bát Nhã đi. Quán chiếu một thời gian nào mà nhập vào đó kêu là thật tướng Bát Nhã. Chỉ có những vị A-la-hán đó. Còn tu đầu vàng đó là họ nhập được một phần pháp thân. Lấy cái số lượng vàng, 1.000 lượng vàng mà nhân lên hình như là 2 triệu mấy đó. Ai mất 2 triệu mấy mà tỉnh bơ như người Hà Nội, người đó tu đầu vàng. Ở trong này kể cả tôi 2 triệu mấy lớn quá, không được đau, sẽ đau lòng chứ. Ở trong này có ai đạt tới trình độ 2 triệu đô la mà không lung lay không? Tính vàng 2.000 thôi đó nha. Vậy là chưa có ai chính tu đàng hoàng hết, đấy không? Có 2 triệu rồi mất thầy. Nếu có 2 triệu mà mất tỉnh bơ như người Hà Nội, không có rộng tâm thì đó là kiếm sơ mà tu đàng hoàng. Là mới có bước vào cái tình thánh đầu tiên. Lấy đó là đo đó. Đức Phật nói cái người dù là vua cõi đất, dù là chúa cõi trời, không ai vui bằng cái người chiếm được tu đà hoàng. Cho nên 2 triệu đô la là đồ bỏ. Thật sự ra đó, thì ở đây quý vị biết đó, có những người tỷ phú đó, mà xịt tóc của họ mất một ngày đi, mấy chục tỷ có không quý vị? Nhưng họ khổ, chứ không khổ. Họ khổ lắm, họ chơi đó là họ đều điên đảo trong cái đó. Họ ăn cũng có một cái bao tử à. Họ ngủ có cái giường, nhưng mà họ mất cái đó là họ đi trong cái địa ngục trần gian đó. Maha có nghĩa là rộng lớn bao la, tâm lượng rộng lớn bao la như là hư không, chứa đựng tất cả mọi vật, đàn ông cũng chứa, đàn bà cũng chứa. Cái Phật tánh này, người giàu, người xấu gì nó đều bao trùm hết. Tánh quyền diệu con người là nó tương đương với bầu hư không, thiện thi thức. Đừng nghe ta nói không mà chấp không. Nhiều người nghe không cái tưởng là không, mà cái không này là chân không. Thấy rõ được cái thân này á, mà nói chân không là không đúng. Nó có, nhưng mà chỉ có trong một thời gian, maximum là 100 năm rồi nó đi về hư hoại. Cái tháp địa tạng này nó có hay không? Có. Nhưng mà trước khi có, nó đây là không hay có? Không. Là không, do duyên mà có. Rồi theo cái thành trụ hoại diệt mà nó biến mất. Cho nên nhìn được cái đó. Mình thấy một cô gái đẹp, và một cái bà già, bà má của cô bé, một cái người em của ông Xá Lợi Phất. Ông đó là Xá Lợi Phất muốn độ chết mấy mà độ không được. Ông mới dặn Tăng Đoàn, khi nào mà thằng em tôi mà nó chạy vô nó cạo đầu, xin cạo đầu là cạo liền nha, đừng để ngày mai nó đổi nha. Vì ngài có thần nhãn ngày 9 A La Hán. Thì bữa đó là cậu em của ngài Xá Lợi Phất đi cưới vợ, cô Ba Hậu rất đẹp. Nhưng mà cái phong tục Bà La Môn thời đó lựa một cái bà lão mà sống lâu nhất ra để mà đeo nhẫn. Thì cái bà ra mới đeo nhẫn, bà đó là 120 tuổi. Già không có gì? Dạ. Lượm khủng ra. Thì hỏi ai đây là trong gia tộc của bên vợ bà này là già nhất, cho nên đeo để lấy cái hơn. Cũng như mình ở đây mà khi đeo nhẫn hoặc là làm gì đó, người ta lựa cái người vợ chồng trọn vẹn hay là cái người gãy đổ cái gì? Trọn vẹn. Thì cái bà lão đó chuẩn bị đưa nhẫn đó là chúc cho con và con dâu đây là cháu là cháu ngoại của bà sống lâu và giống như bà đây. Là hồi đó bà đẹp lắm, mà bây giờ đó, bà như vậy thì ngay lúc đó ông nghe câu đó ông dồn ra ông nói chúc đẹp như bà. Ông quản rồi, ông bỏ ông chạy liền. Ông chạy liền. Ở trong này quý vị đều đẹp hết á, không có bà nào xấu hết á. Nhưng mà đi ngược dòng 50 năm về trước bà là cũng đẹp á. Cũng như trong 50 năm về trước đẹp không? Báo đảm đẹp, có chảnh bây giờ ở giá đó. Bà nói đại quý không thật nghiệp đó. Cỡ như đại quý, coi như là trẻ không? Thì đứa này không thật nghiệp, thiếu cá trở lên mới liếc mắt một chút. Nhưng mà, tức là đẹp mới chảnh. Nhưng mà giờ làm sao? Chỉ có mình không khó là biết là đẹp không đẹp thôi. Rồi má vợ của con á, má cũng đẹp gái nhưng mà xấu luôn nha. Rồi là trẻ đẹp đó phải không? Nhưng mà rồi thấy đẹp không con tắm ở lúc mà chết đẹp không con? Từ đó là tụi con thấy được cái thật tướng rồi. Bởi vậy nói bên rồi ngài nói đừng có nghe nói không, đừng có chấp không nha. Chấp không cũng là bệnh đó.
Cho nên cái đạo Phật nó giảng về cái bát nhã này nó khó. Mới tu đó là con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà là nghiệp báo, là giảng về để cho ta bỏ vô, thấy không? Nhưng mà tu thời gian rồi, con là con, vợ là vợ, cửa nhà là cửa nhà, chứ đừng có nghĩ vậy là bệnh hết đó. Khi chưa tu á thì núi sông vẫn là núi sông mê, nhưng mà ngộ đạo rồi núi sông do duyên mà có. Sông nó có thể đổi dòng không quý vị? Một thời gian sau nó sẽ đổi dòng. Núi một thời gian động đất nó sạch không? Thì thấy là núi sông không phải núi sông. Nhưng mà khi mà ngộ đạo lỡ thành Phật rồi thì núi sông vẫn là núi sông. Cho nên đừng có chấp không là kẹt đó. Cho nên á, thiện trí thức ngũ lục tổ nói, đừng nghe ta nói không mà chấp không. Vì nếu còn chấp không vẫn còn kẹt vào không và có. Này thiện trí thức, thế giới hư không bao hàm tất cả cõi trời, dục giới, cõi trời, sắc giới, mặt trời, mặt trăng, người nam, người nữ, thiên đường, địa ngục, cho đến biển cả núi tu nhi đều nằm trong cái Phật tánh này cả. Thiện trí thức Phật tánh bao gồm muôn pháp là rộng lớn, muôn pháp đều ở trong tự tánh. Nếu thấy tất cả các người giữ hoặc lành mà chẳng tốt chắc, chẳng giữ xả, cũng chẳng nhiễm trước, tâm như hư không rộng lớn như thế gọi là Maha. Này tất cả những người làm trong nhà biết, vào đó bị người này, nói kia mà không dính mắt, người đó đang sống với cái quán chiếu bát nhã. Và sống như vậy một thời gian, nó quần tập cái nghiệp thanh tịnh, cái tâm lượng rộng lớn không dính mắt, người đó từ từ, người đó sẽ trở về thật tướng bát nhã. Đức Phật gọi là kiến tánh, là người đã đi vào con đường giải thoát. Này thiện trí thức, người mê nói ở miệng, người trí làm ở tâm. Mấy bà lại hàng ngày đều tụng kinh, nói thiền, nói đạo, nói tâm lượng bao la, tâm bát nhã, nói là bát chánh đạo. Nhưng mà thật sự xuống dưới hành pháp á, bị người ta tách một cái là nhảy dựng lên liền. Mà người ta chê một cái là nhảy dựng lên liền, thấy không? Bỏ lên là khóc lóc, là miếu máu, mà khóc từ đâu mà ra? Là do chấp ngã, là do chấp danh từ nói là thật. Này thiện trí thức, tâm lượng rộng lớn khắp pháp giới, ứng dụng thì liễu liễu phân minh. Khi ứng dụng thì biết tất cả, tất cả tức là một, một tức là khả. Khi biết ứng dụng thì khen giống như chê, chê giống như khen, tự tại trong lời khen và chê. Chúng ta thường thường á, chúng ta ưa bị cái kiểu là hồi đó người ta kể là hai cha con dắt lên chợ mua con ngựa. Con ngựa mà ngựa con thôi, mua con lừa, xin lỗi, con lừa nó không có lớn lắm, biết con lừa không? Con lừa, hai cha con mua rồi, cái hai cha con mới hồi đó giờ mình đi bộ quen, bữa nay có ngựa, con lừa, hai cha con mới leo lên cởi. Thì người đi đường đi chút đồ là hai cái tên này áp nhanh, con lừa nó còn nhỏ mà nó chở hai cái tên này, mỗi tên cũng 70 kg, thiệt là tu hành cái gì mà áp đứt. Thì lúc đó hai người mua quản không được, mình tu hành Phật tử mà giờ mình ngồi dẫn đường ta chửi, bước xuống dẫn con lừa đi, đi một đoạn nữa thì gặp nhóc đồ cái đồ ngu, có lừa mà không chịu khởi, quản lên mà đã không được ba, mà nói hai cha con mình á đỡ thì bị chửi, bây giờ ta nói mình ngu có lừa mà lại đi bộ thôi, bây giờ đó con nhường cho ba đi trước để cho nãy mình đi hai người bị chửi, rồi chắc đi một người không chửi, không có ác, nghe không? Nhưng mà rồi ông cha cũng lên nó ngồi đi một đoạn nữa, đồ cha già bất nhân bất nghĩa, cha mà không biết thương con, ông không được, mày ta leo tao bị chửi, thôi bây giờ mày leo lên đi chắc không bị chửi, đi đoạn cái đồ con bất hiếu, hả? Con bất hiếu, hả? Nó không có biết tiếp cận cha, nó gần đất xa trời mà nó cởi. Cuối cùng là ông nói bây giờ làm sao con, bây giờ cha với con mình kiếm cái đồng dông rồi khiêng con lừa đi, thì không ai chửi, tụi con nó lẫn quẩn vậy đó. Ở nhà biết lẫn quẩn cái chuyện đó không? Thí dụ như tôi biết chắc những cái chuyện nó sẽ xảy ra vậy, những người mà có trách nhiệm với nhà biết đó, thì thấy tới giờ cúng rồi, quản, thấy không? Quản, mới sai một cái người nào trong người không biết làm lẽ đi, thấy không? Sai cái người đó mà cái người đó tập khí là cái là chẳng hạn như bây giờ đi đổ giùm tôi cái này, phải không? Rồi đổ cái ào đi, không, từ từ mới nói là dạ vô phụ tôi cái này, tại vì kêu thêm một người nữa thì cái người nó nhảy dựng lên cái gì. Nói
Thì thật sự đó là những cái bây giờ quý vị thấy là mê hay tỉnh là mê hết á. Tôi giới thiệu không là vô đề liền, thấy không? Thì đó là những cái mà nó tập khí tràn lao, đó là đang ngồi trên pháp tòa, đang thí dụ mà nó là cũng nhảy vô liền, nhập cuộc liền. Quý vị có thấy những cái cuốn phim không? Mà dưới này đó, những cái diễn viên nó đóng ở trên đó mà xuống viện mấy bà già lấy lá trời có không? Đóng vai mà mẹ chồng nàng dâu đó. Hồi xưa đó tôi hỏi mấy cái ông cải lương mà tôi đi coi phim hồi đó, tôi hồi nhỏ tôi cũng mê cải lương, mà lâu lâu nó về mấy cái rạp miễu đình á, rồi nó dừng lỗ con, rồi tới mình nói mấy chú nó nhỏ nó móc lỗ đi chui đó, có không? Mà mấy tôi thấy hồi đó bài mà tôi muốn lấy lá từ trời nữa, tại vì thấy nó ác quá mà, thấy không? Nó vừa xuống nó chưa được kịp rửa mặt lại lấy lá trời, có chuyện đó không quý vị? Dạ chữ thì mình bị cái cảnh đó, nó lôi mình giả hết, mình mà chửi nhau cũng là vậy hết. Cho nên bởi vậy đó, cô biểu tiền với thầy mới bổ nhiệm cho cái ông này vô nào, ông trẻ cho nó bây giờ ông á, là vài cái chuyện lâu lâu phụ chú thầy đức thầy tự nhiên là ông phải xuống nhà bếp. Thứ nhất là ông á có sức khỏe kiểu là sức là ông làm nè, rồi có những cái chuyện mà mấy bà yếu rồi, bây giờ mấy bà đều lớn tuổi, mấy bà chịu không có nổi đâu, thành ra ông phải nhào đó để ông lăn xả đi, tại vì ông phải vô cái chỗ này, ông có thương với người trong nhà bếp thì ông nói ông đã tiền nấu rồi, phải không con? Lãnh là trách nhiệm nha, chiều nay là có sự du lịch đàng hoàng đó, nhưng mà nhớ kỹ nha, khi mà con xuống dưới đó là con là cái người sức khỏe hơn tất cả những người trong đó, kể cả là cô Vị Đạt cũng trẻ đi nữa, nhưng mà cô Vị Đạt nay bao nhiêu tuổi rồi? 41. Ông này bao nhiêu rồi? Coi như 60 đi, 58 Tết này còn 3 tháng nữa là 60, 18 tuổi lấy vợ được không? Hả Sơn, 18 tuổi lấy vợ để con được không? Được chứ. Đó, thì là để con được ở đó rồi đó. Cho nên là mình gái con 19 tuổi. Dạ, di sức, để được hết á. Tại vì ông lấy vợ trễ thôi. Chứ mà lấy vợ ở 18, 20 tuổi là để con 40 tuổi được đó quý vị. Được không? Được. Cho nên á, mình xuống dưới là mình phụ cho mấy cô, cô bị tiền giờ, cô bị tiền bao nhiêu rồi? Thôi sắp 27 rồi, bám yếu rồi. Không? Rồi, thì ông xuống đó, ông coi là tôi nói là vấn đề đó là biết nút, rồi coi phá ga, rồi coi những cái rồi cái chén bát nó không tới, mình nhào đi mình rửa đi, mình nó có sợ gì hết á. À, ba cái chuyện mà thanh toán làm em mình còn làm được, ba cái chuyện mà thanh toán đi cái chén cái rũ không được. Rồi vậy được rồi. Ở đây là cứ rửa chén đi, rồi làm guốc rồi là sẽ phụ trả lương cho. Tôi trả lương. Trả lương là giống như trong nhà tù, nó làm bao nhiêu mình trả bao nhiêu. Nhà tù làm như trả bao nhiêu sen. Một giờ mấy sen ra? 50 sen rồi thì bộ trả cho ông đồng giờ. Nhà tù có làm có trả lương đó nha quý vị. Trả lương thấp lắm. Thật ra đó, nghe con mà chịu vô nhà biết thì mừng lắm. Mừng cho mấy cái bà tội nghiệp. Thì bây giờ thứ nhất đó, là như vậy đó, rồi bữa nay con thấy trong ngày mai một cái đám mà tôi ống ra 10 món mà chỉ cần có 2-3 người thôi, là hai vợ chồng của Đức Lâm với một mình là Vệ Đạt thôi, còn ổng là cũng là thầm hết. Ông ngầu vậy đó. Con biết món ổng là gì không? À, thứ nhất là canh nấm rôm. À, thứ hai là cà ri gà. Thứ ba là đậu ô que xào tàu hũ. Thứ tư là bò kho ăn với hủ tiếu. Thứ năm là gà xả ớt chay. Thứ bảy là bún riêu chay. Thứ sáu là bún riêu chay. Thứ bảy là cá thu chay. Thứ tám là flan tám miệng. Thứ chín là tôm chiên dương châu. Thứ mười là đá chanh tươi. Mà chỉ cần có hai vợ chồng Đức Lâm và Vệ Đạt, không cần ai nữa hết. Đúng 11 giờ là ông gõ cái kem lên, là bưng đẩy ba xe lên cúng dâm. Gì cười? Vẫn đây biết anh hiện tại. Tại vậy kèm bữa gặp thầy thang, con gì cũng dạ bệnh với cô ơi. Nhiều khi tính cái đầu cũng ra, tôi nói được rồi tôi đang tìm. Mà tự nhiên bữa nay sao ổng lại tìm bố là chuyện nhỏ. Nấu với nhà hàng, hả gì, cái gì. Xối Kiền Lâm. Xối Kiền Lâm mà ổng thiệt nhất. Nhà xối Kiền Lâm là gì? Chả lớn, xối Kiền Lâm. Biết đâu,
Bởi vậy lớp tăng này là tôi nói Đức Lâm đem chuyện trả tôi tiền mà để lo mà muốn người và má nó đi rồi chưa tới ba tuần má nó đi. Tôi nói giữ cái tiền này ra muốn ăn thì tôi không tôi cho đẻ mà cho lớn thì thân bằng quyến thuộc đó là có 10 người thôi. Tăng lễ có 10 người. Cộng với là cái ban hội điện của mình trong làng là khoảng 40 người hết. Là có 50 người thôi. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như 10 người thì nó có người nhỏ mà 50 người thì nó có người lớn thôi, đúng không? Nói rộng, rồi 50. Rồi 50. Tính lẹ. Rồi 10 thì đóng là 10. Ngày mai là ông xe Đức Lâm. Sáng sớm, sáng cái gì, sáng cái gì, đúng không? Rồi Đức Lâm làm thì ông biết rửa thì rửa, ông biết không rửa, nấu cho Campuchia, cũng nấu Campuchia. Rửa tấm nước. Rồi ăn có rửa thì ăn, ăn rửa nó bóc. Ấn Độ. Dạ, tôi vui vẻ lắm. Rồi nha, tụi con thấy làm ơn tụi con đó, tại vì đi cái đâu tụi con cũng bị cái phiền não và mỗi một người có việc nghiệp dị kiến. Cái gì thấy? Tôi coi cái phim đó là bên ở bên Phi Châu có cái nhóm Việt Nam ra nó làm YouTuber đó. Có những cô gái mà nó bộ lạc mà nó chuyên môn là cái tóc nó xóa là rưỡi, nó xét cái bờ nó chét lên. Rồi á, hai cái thân thể nó cũng tho mà nó xét. Thì cái thằng YouTuber này nó đứng nó ôm hai cô, nó là áo nó dưới nó xét không à, nhẹ là cái đẹp. Lấy nó xét mà chét lên đầu cộng với bơ. Bởi vì nó dơ cỡ nào nhưng mà để cỏ luôn từ ngày đó tới ngày chết không có xả cái đầu ra mà vẫn là cái đẹp. Rồi có những người họ lấy cái đồ họ căng cái cổ lên cái gì, cái mỗi năm đeo cái vòng có không? Rồi có người đeo cái một cái vòng ngay cái miệng cho nó thè lè ra, đó là cái đẹp. Rồi có một bộ lạc là càng ở dơ là càng đẹp. Cái nghiệp khác nó thấy thôi à. Nha. Cho nên á, từ nay đó, thí dụ thầy nói, Huệ Đạt mà làm với cô Huệ Kiền, thì cô Kiền đã mẹ rồi, như sức đẻ là con. Thì bà biểu làm gì cứ làm đó. Bà biểu làm cái đó cứ làm mà thiếu hư không hư là bà chuyện của bà. Vậy là khỏe nhất. Thấy không? Bà có la mình thì mình cảm ơn bà. Tại vì bà cho mình test thử coi mình có còn chắc là khen kiến chen không. Ai cũng có thể là mình lên cái áp dụng cái bát nhã này ra. Tại vì mình không có chịu áp dụng bát nhã thì mình mới thấy là đó là lời nói là thật. Thấy không? Mình coi cái động cơ cô Huệ Kiền này cổ nấu cho ai. Nếu mà cổ nấu cho cổ đó thì nó là khác. Mà cổ nấu cho đại chúng thì cái tâm mình phải mở rộng ra. Tại không phải nấu cho cổ. Thì chúng ta phải đặt cái mục tiêu như vậy để chúng ta tu. Nha. Cho nên thầy thấy bây giờ mấy cổ cũng lớn rồi, cũng đuối rồi. Thì bây giờ rõ ràng là cái ban nhà biết tạm thời này đó, hiện giờ tôi thấy là bữa trước tôi bổ nhiệm đó là ba người. Là cô Huệ Kiền là một, Huệ Đạt là hai, cô Nguyên Long là ba. Sau cùng là tôi thấy có thêm cô Hiểu Nguyệt xuống volunteer là coi như là làm coi như là bạc tham. Hiểu Nguyệt là bạc tham phải không? Thấy luôn có sư cô Hồng Nghĩa nữa cũng bạc tham. Không sao, nếu những người đó họ không có làm thì cũng không có sao hết. Dạ, là thật sự. Thì tôi sẽ bổ sung lại là kỳ này đó là sư chú, ông sẽ vô. Ông làm ở dưới. Cho nên á, là lúc đó là coi như là cô Nguyên Lâm, cổ nó có sức khỏe cũng không được, cổ không làm thôi. Thì tôi thật sự ra đó, quý vị nên nhớ. Đừng nói làm cho thầy mà làm cho quý vị. Nhân quả là với quý vị, phải làm cho thầy. Quý vị cùng góp một bàn tay với sư phụ để lên cái hệ thống này, để mà giúp cho những người tu học vô đây tích lũy công đức để lần cuối được về cái phương cực lạc, chấm dứt độc khổ. Tôi không hưởng được những cái phước đó của quý vị. Và những cái việc làm của tôi là tôi làm cho tôi, chứ tôi không có làm để tôi làm cho Phật. Ai mà tôi trả ơn cho Phật và tôi làm cho tôi hưởng, chứ không ai hưởng hết. Cho nên thì sức khỏe quý vị đã lớn rồi, bây giờ nếu tôi Nguyên Lâm cũng không xuống được thì tôi chiều nay tôi sẽ bổ sung, tôi đưa cho sư chú vô chính thức. Đồng thời đó là
thỉnh thoảng tôi thấy là có chú Tâm gì đó cũng là chú làm phụ chú Tâm gì đó, rồi thỉnh thoảng tôi thấy có mặt ổng, rồi cô Diệu Lượng là cũng là lúc sẹt vô lúc sẹt ra chứ không có hẳn cái người đó là như là bạc tham, thấy không? Thì con thấy người sao trong chùa là trắng, trắng trong chùa là... người chùa là trắng. Thì bây giờ cô nhìn được cái ông này cũng dám ra cái men rượu là 10 món là cô sẽ diễn đi. Tôi sẽ cho ông làm trưởng ban đó, nhưng mà muốn hay không thì ngày mai đã tôi cúng rồi tôi mới quyết định. Cô hiểu không? Tức là tôi bây giờ tôi điều xuống đã. Bây giờ đó thấy mặt mới đặt tên được. Bây giờ là ông cho tôi ăn những cái món này là món ăn đây là cái gì danh tự đồ ăn. Thấy không? Rồi ngày mai ăn nếm thử là coi như là quán chiếu đồ ăn. Rồi cuối cùng là thật cứng đồ ăn là nuốt vô có ngon mà có xuất thật hay không là có đi cầu hay không nữa. Không giống như trên nhà nó cho lên á là ông cứ làm đi, nhà ông sẽ là ông Tăng cũng dễ lắm. Tôi có giấy bổ nhiệm sư chú, coi như tôi dán một cái giấy đàng hoàng, tôi viết một cái giấy có văn thư đàng hoàng, Hồng Đức phải in ra chữ cho lớn, kể từ ngày hôm nay coi như là sư chú đệ sanh sau khi đã trình làng 10 món ăn rất là ngon là đủ tiêu chuẩn để làm trưởng ban nhà bếp của làng này, và có thể là Tết đảm nhiệm luôn cho ban nhà bếp của Siêu Ấn Độ và Giao Liên Hòa Tu thôi. Nghe không? Đó là công đức lớn lắm. Để cho ban nhà bếp mai rồi bị phẩm rồi cái nhóm rồi rửa tránh thì nó mừng. Nó xuống nó ăn nó hưởng thôi. Rồi, thì như vậy đó tôi sẽ có cái thư gián đàng hoàng. Và khi con làm trưởng ban nhà bếp đó, là con có quyền ai xứng phụ là cứ nghe lời con thôi. Và con muốn cái món gì con nói chính xác luộc, hành rửa. Làm cái gì là do ý con, còn nếm đó, là con đứng tại chỗ con hốt muối, con dục vô, hốt đường nếm vô, hốt bột ngọt nếm vô. Mà nó ra ngon là thôi. Thầy sẽ để cho con mấy hũ một đêm, lúc đó con biểu diễn. Rồi, 50 người, 5 giá, dục vô. Đấy, cho con toàn quyền luôn, nhưng bây giờ đó, nói chỉ như chiều nay là với cô bị tiền có lo rồi đó, thấy không? Tức là sáng mai bắt đầu thấy cô bờ đó, là cái tang lễ này ngày mai bắt đầu là buổi sáng cho tang điểm tâm đi. À, nhưng mà nghe nói bún riêu là chiều nay có rồi, đừng có đụng nữa, sáng mai cho cà ri đi. Hay là bò kho gì đó, trong 10 món này cho cái món gì. Thành bún tí xào, nếu mà có riêu thì cái bún riêu ở đây đổi thành bún tí xào đi. Rồi, thêm cho bún tí xào trong này nữa, thêm một món. 11 hủ tiếu xào. Giá hẹ. Hủ tiếu xào giá hẹ. Là đầu bếp này là để giúp. Để giúp chiếc khúc mà là đến thắng với cái gì đó mà Sói Kiền Lâm thủ đức. Ông thi ở nhà hàng Sói Kiền Lâm của Gia Na ở dưới Chợ Lớn mà ông hàng nhất. Vỗ tay. Bà con nào mà muốn thưởng thức các món ăn trong cái tang lễ của Sa Di Ni thì tôi mời lên đây. Tại vì ông sẽ nấu. Bây giờ hiện tại là order nấu chỉ có 50 phần thôi. Tức là tang lễ có 10 người. Và ông sẽ nấu cho gia làng là 40 người nữa, đúng không? Dạ. Cỡ 50 người được rồi, giờ thức phải không? Dạ. Còn bao nhiêu? Rồi, tăng lên 70 đi. Viết sức, 70 thì 7 giá. Tôi thấy không có đầu bếp nào mà lãnh chức vụ một cách là ung dung tự tại vậy. Không có gì mà run sợ hết, cái sắc mặt không đổi. Không đổi mà còn lại là tăng món lên nữa. Rồi. Rồi, ông chọn là Nguyễn Đạt là một. Cái thứ hai là Đức Lâm, thứ ba là Tường. Không phải, tại vì ngày mai là đám đối tượng là sau khi mà xong rồi đó. Tính là nói ông điều chỉ còn có mình Nguyễn Đạt thôi. Nếu mà thiếu đứng thì nên thay đứa con lên nấu luôn. Vậy là ý kiến đi, ông quá giỏi đi. Ông quá giỏi đi. Nhưng mà ông sẽ nói chuyện nhẹ nhàng nha. Ví dụ con sai Nguyễn Đạt làm con nói sao nói xuồng nha. Nhờ Nguyễn Đạt làm dùm thôi. Hả? Vậy thôi. Không có la hết. Nó nhẹ nhàng. Không dám làm. Vậy thôi được rồi. Làm là kêu bánh sáng được không?
đừng có nghi ngờ là sư phụ tin lắm, tại vì người nói đây có live stream mà. Ba ổng bây giờ đang vui mừng cái giết nhà con mình tổ trời mình cũng nữa mà. Thấy không? Riêng là nấu ở đâu khoảng 70 nha. Nói chung mà kiểu kia là Tết nay con sẽ nấu khoảng 500 người đó. Đã lấy giá nảy không? 500 người mà cũng có người vài người phụ nữa, 5 người phụ nữa. Được. Được rồi, 500 người. Sao nấu đỡ ăn thua mình hết. Dạ, 500 người, Tết này là 500 con hả luôn. Để nấu cho mấy cái nhóm kia đó mình. Để nó đi nấu ở bên con đô vậy nó đuối rồi. Bây giờ bên đây có ông này lãnh nấu 500. Đi giống như là mấy con dê gà chuồng. Thì tiền xe có tụi tôi tên lắm. Ông làm từ 2 tuần rồi. 500 người có cỡ tiểu đoàn thôi. Dạ, có tiểu đoàn, sao đó. Thầy giống nhân hoàng hợp quá. Có buổi chiều bây giờ nó yên rồi đó, ba này là ngày mai là ổng sách rồi, nghĩa là 3 giờ là tôi đưa vô này kia thì tôi tụng kinh, không sao biết tụng kinh nhập quan phát ta cầu siêu là tới khoảng thì 4 giờ là ổng phải đưa quan lên. Ba người đã biên rồi, chuyện nhỏ rồi. 300 người là chuyện nhỏ. Thì 300 người trên ghe đã biên lắm. Dạ, chuyện nhỏ. Tại sao làm tài công hả? Tài công là lớn. Tại vì ông nói rất là tự tin đó quý vị. Dạ. Cái gì? Tại vì chưa thấy là có mình cũng chưa thấy sự biết. Tôi bây giờ tôi thấy nhẹ gánh được cái nhà bếp này, tôi thấy cái bà lớn tuổi tội quá, bây giờ ông làm được như vậy. Nhắm mắt lại vô thấy mở mắt ra thấy hả? Ai làm tới thừa mà không có hồi đổ thừa đâu. Quá. Tôi thầy Tể Nhân thì ông không có tin nhưng mà sư phụ tin với đó, cô Hồng Đức cũng tin luôn. Ai tin đưa tay lên, tin hết là giờ đúng rồi. Ông giờ coi nè, đấy là số người tin không được giờ đấy, đưa tay nè, bỏ tay xuống. Thôi quý vị, chúng tôi chuẩn bị. Bây giờ sẵn ở đây là chúng ta cúp máy, chúng ta chào tạm biệt rồi chúng ta bố tác luôn ở đây đi, rồi sao bố tác lệnh cơm chiều được không? Dạ. Nó khỏe hơn khỏi mất công giờ chánh điện gì hết. Chúng tôi bữa nay vừa giảng Bát Nhã mà vừa đem những cái kinh nghiệm trong cuộc sống để mà hóa giải phiền não, để dạy cho đệ tử thấy mình có một cái bất sanh bất diệt, đó là cái Phật tánh rộng lớn. Và chúng ta lâu nay chỉ sống với những cái tâm thương ghét, nó như là một hạt cát ở trong cái bầu vũ trụ, nó thật là cái sai lầm. Và hy vọng là tôi vẫn còn tiếp tục để mà thuyết pháp tiếp trong chương trình mà tang lễ của Thích Nữ Hồng Liên, để mà hồi hướng cho cô được tăng cao phẩm vị chúng ta hồi hướng. Rồi sau đó trong làng có một buổi bố tác, vì bữa nay ngày hôm qua là ngày 30 sám hối, thì thường thường sau ngày sám hối sẽ có buổi bố tác, mà bữa nay bố tác là có mặt của sư phụ Thông Lai để mà giải quyết những cái chuyện cần giải quyết ở trong làng, những chuyện vui cũng như những chuyện buồn. Mời tất cả đại chúng hồi hướng rồi tôi tạm biệt. Hy vọng tối nay sẽ gặp lại vào lúc 7 giờ tối. Chúng ta có tiếp tục chương trình sinh hoạt 7 giờ tối nữa. Tôi sẽ giảng pháp tối nay tiếp nha. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Trân trọng kính chào, gặp lại vào lúc 7 giờ tối nay trong những cái bài pháp thoại của Kim Kim Cang, trích đoạn Pháp Bảo Đàm Kinh của Lục Tổ Huệ Năng. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát.